không đóng cửa. Rồi áo thun thái thiêu nha cả nhà. Mà sáng là lai áo in, còn cái này là áo thiêu ha. Áo thiêu với lại áo khoác. Chiều nay Tiếp sẽ lai áo thun thái thiêu với áo khoác nha. Dạ em chào chị Nguyễn Thị Liên ạ. À, đã nhận hàng rất đẹp. Dạ cảm ơn chị Thi Nguyên. Rồi chiều nay Tích sẽ like cái hàng áo khoác 145.000, áo khoác đốm á, đốm 5 túi nha, 145.000. Áo khoác mè. Còn áo khoa áo thái này là thái thiêu thì 90 nha cả nhà. Dạ em chào chị Ngọc Hà. Cảm ơn Nguyễn Thị Lan Phương. Rồi đây cả nhà ơi, đứng lên cho cả nhà xem cái áo nè, cái form này nè. Form này là form suông rộng nha. Đây cả nhà, ngay chỗ đây là thiêu nha. Hồi sáng bán là in, còn giờ cái này là thiêu hết nha. Có áo không nón không hả? Không nón để em coi chị. Hình như không nón em còn ít là đa số là có nón. Đa số là có nón. Đây cả nhà ơi, thun thái một cỡ một giống như Tiếp ăn mặc là dành cho 45 đến 60 kg nha. Giá của mình là 90.000, tại cái loại này là loại thiêu. Đó, loại này nó thiêu vải vô nè mấy chị thấy không? Thiêu vải vô ha. 90.000 một áo nha. Rồi áo khoác một lát chiếc lai, áo khoác sau lưng, áo khoác 5 túi nha. Rồi đây, xuất sắc luôn. 45 cho đến 60 kg mình nhận được. Mình mặc được, em mới nhận hai áo khoác đẹp lắm chị. Chị nhận rồi áo đẹp lắm em ơi. Dạ cảm ơn chị Phan Thắng. Đây mấy chị. Trời ơi xuất sắc nha mấy chị. Cái này là 90.000. Rồi đây đó, tuyệt vời cho mấy chị. Tiếp có nhiều màu lắm. Rồi mấy chị ghi cho Tiếp nha, mã đầu tiên nha. Mã đầu tiên là mã 1. Các ghi cho Tiếp là mã 1 hồng đó, mã 1 trắng. Mã 1 trắng nha. Rồi mã 1 đen. Có nhiều màu lắm. Bốn mươi lăm đến 60 kg mình mặc được, rất là đẹp luôn này. Đó, hồi sáng là like in, còn bây giờ like thiêu nha, cái này là thiêu. Rồi mã 1 đen 45 đến 60 kg. Phạm Hoàng Dung lấy mã 1 trắng. Rồi đây Phạm Hoàng Dung, một trắng quá đẹp luôn này, 45 đến 60 kg nha. Rồi đây là mã 1 đen, mã 1 đen, mã 1 hồng là giống Tiếp mặt, mã 1 cam. Bốn mươi lăm đến 60 kg, trời ơi chất rất là đẹp luôn nha cả nhà. Thun thái mã 1 cam, áo khoác có, đợi Tiếp xí. Quốc Bảo Ngô Hàng, ủa sắp ơi, hồi hình như hồi sáng mình có đặt hàng bên Tiếp là đúng không? Mã 1 trắng Quỳnh Hoa Lan, Quỳnh Hoa Lan mã 1 trắng. Rồi Quỳnh Hoa Lan bây giờ trắng là nó thiêu màu này nha. Đó, nó thiêu nè, nó thiêu chữ giống nhưng mà nó thiêu màu này ha. Mã 1 hồng Phạm Huyền Dung. Rồi áo Tiếp mặt, đây là mã 1 cam. 45 đến 60 kg mình mặc được nha khách ơi. Mã 1 cam, mã 1 vàng, mã 1 da, mã 1 xanh, mã 1 sen. Quá trời màu luôn.
Rồi cái này là thiêu nha cả nhà. Đây mã 1 vàng. 45 đến 60 kg. Đây mã 1 vàng. Anh Trần đang like mã 1 khách ơi. Mới có like mã 1 à khách. Rồi sáng đặt hai cái đúng rồi khách. Bây giờ bên em đang gọi á, đang gọi nha. Mã 1 trắng với Mỹ Phượng, Mỹ Phượng mã 1 trắng. Không, cái vàng này mã khác. Đây là cái vàng. Mã 1 trắng Kim Thủy Phan Thị. Chị ơi nhớ để ý mã nha chị. Tại vì sẽ có nhiều mã nha. Mã 1, mã 2, mã 3, mã 4 nha chị. Mã 1 vàng là cái này nè khách. Đây cái chữ này nha. Rồi anh Trần ghi lại mã 1 cam dùm tí đi, ghi lại nha. Đây mã 1 nâu. Rồi áo khoác đợi em xíu, em lên liền nha. Em lên áo thun thì em lên lại à. Lát em lên áo khoác nha. Đợi em xíu nha. Mã 1 trắng đen cho là em ca tâm. Mã 1 trắng đen. Rồi cái này thiêu ha, thiêu là 90. Là em ca tâm mã 1 trắng đen. Rồi áo khoác thì em sẽ tranh thủ đợi em xíu. Rồi anh Trần đi lại dùm tí nha. Mã 1 cam nha. Rồi mã 1 xanh. Rồi màu xanh dương, màu xanh dương nha. Đây là thiêu nè cả nhà. Đó, cái này là nó thiêu nha. Rồi mã 1 xanh dương, mã 1 sen. Màu sen. Rồi tí để dơ đủ màu cho mình nè. Mã 1 đủ màu nè. Nguyên mi không có giữ đơn em ơi, không có giữ nha em. Rồi mã 1 sen, mã 1 sen. 45 đến 60 kg không có sai chị. 45 đến 60 kg mã 1 sen. Rồi mã 1 hồng. Mã 1 sen, mã 1 hồng. Mã 1 xanh. Rồi Kim Thi Phan Thị mã 1 xanh dương, mã 1 nha chị ơi, không có cái gì mã 1 nha. Mã 1 vàng. 45 đến 60 kg. Cái này là thiêu nha mấy chị, giá là 90.000 ha, thiêu nha. Rồi mã 1 vàng. Mã 1 nâu. Nâu da cũng được nha mấy chị. Cái này tính ra là nó đậm hơn màu da. Mã 1 nâu. Rồi 45 đến 60 kg. Mã 1 da, mã 1 cam. Mã 1 cam nha. Rồi 45 đến 60 kg mã 1 cam. Mã 1 đen. 45 đến 60 kg. Rồi mã 1 và mã 1 trắng. Rồi đây đủ màu nha cả nhà. Đó em like lại đây rồi để em qua áo khoác ha. Rồi khách lấy thì nhớ giùm em mã 1. Em mặc là mã 1 hồng. Rồi em mặc là mã 1 hồng nha. Một cỡ một ha. Rồi chốt lên giùm em nha. Mã 1. Rồi mã 1 vàng Kim Thi Phan Thị. Chị ơi sao chị không ghi mã gì hết. Chị nãy giờ xin ghi đúng mã, không thấy đúng mã. Rồi bây giờ qua mã 2. À, mã 2 là màu này. Cái này là chữ Nhi. Rồi mã 2 là cái chữ nó khác nha. Rồi hồng lên một size 45 đến 60 kg ok thì chốt chị. Em không có chốt 55 kg nha. Em chốt theo mã nha. Mã 1 hồng còn. Mã 1 hồng cho Nguyệt Phạm. Rồi mã 1 hồng cho Nguyệt Phạm. Đây mã 1 hồng. Mã 1 hồng cho Trần Thái. Rồi Mai Trương Ngọc mã 1 xanh dương với trắng. Rồi Mai Trương Ngọc lấy mã 1 xanh dương với trắng. Rồi mã 1 trắng với mã 1 xanh dương. 65kg không có phát. Cái này 45-60kg. Mã 1 da cho Hồng Lê. Hồng Lê mã 1 da. Rồi mã 1 hồng cho Kim Hên. Màu hồng giống tiết mặt. Mã 1 hồng cho Kim Hên. Rồi qua mã mã 2 cho mình nha khách nha. Mã 2 là cái chữ thiêu nó khác. Rồi mã 1 trắng da cho Ngọc Nguyễn. Mã 1 trắng da cho Ngọc Nguyễn. Rồi đây mã 1 màu da, mã 1 màu trắng. Ừ.
Bùi Bích ở Phú Yên là không nhận hàng, không bán. Rồi Phan Thủy là chị ơi mình khó lắm, em không có chốt cho mình nha chị. Mã một trắng xanh dương cho muội muội. Mã một trắng xanh dương muội muội. Mã một đen cho Hồng Ngô. Rồi Hồng Ngô lấy mã một đen. Rồi chốt đơn giùm tiếp nha. Rồi mã một kèm màu ha. Rồi Hiền Võ lấy mã một trắng đen vàng da. Rồi mã một trắng đen vàng da. Đây trắng với vàng. Rồi lấy thêm vàng với đen, vàng với đen cho Hiền Võ. Rồi ok Hiền Võ. Mã một cam trắng đen gửi luôn cho Quý Trân. Mã một cam trắng đen. Rồi ok thắt nè. Rồi Quý Trân nè, cam trắng đen mã một. Rồi gửi luôn nè. Quế Trân ba áo rồi đi hàng luôn. Rồi ok khách nha. Rồi chốt một tiếng mã này mã một sen đi. Mà hồng sen nha. Mã gấu đeo kính hồi sáng rồi. Gấu đeo kính là con gấu to ha em. Phải gấu to không em? Gấu to không? Tại hồi sáng chị like tới mấy con gấu không? Hồi sáng like quá trời gấu. Rồi qua mã 2 nha. Mã 2 là cái chữ nó khác. Bây giờ tiếp sẽ mặc qua mã 2. Rồi chốt đơn hôm thứ 7. Rồi để mình tiếp kiểm tra lại nha chị Phùng Quý Dân ơi. Mã 1 màu da cho bằng lăng tím. Con gấu, con gấu còn á. Con gấu to tiếp còn. Mã 1 màu da cho bằng lăng tím. Rồi bây giờ tiếp qua mã 2. Cả nhà nhớ mình tiếp cái chữ này là mã 1. Bây giờ tiếp qua mã 2 nha. Mã 2 là cái chữ này nè. Đó, nó sẽ có nhiều chữ thiêu khác nhau. Đó, rồi mã 1 là chữ này nha. Khách nhớ mà tiếp sẽ thay qua mã 2 nha. Phương vô ngó sơ nhìn tí con gấu to. Mình còn màu gì để báo khách. Gấu to. Gấu đeo kính. Gấu to đó. Nãy khách nói gấu to. Gấu to đùng. Gấu to đùng mà. Gấu đeo kính là gấu nào ta? Đeo kính nè. Trời giờ không biết. Hồi sáng coi like lại coi mã lên tí phải giận gấu này, gấu to với gấu đeo kính. Đâu lấy cái này ra thử coi phải không? Con này gấu kính nè. Với con gấu to là không. Mã 1 đen vàng cho sen hoa, mã 1 đen vàng cho sen hoa. Rồi chị sen hoa có mã 1 đen với vàng. À, gấu to gấu đội nón. Rồi mã 1 đen vàng cho sen hoa, mã 1 đen cho Vi Phụng. Rồi mã 2. Mã 2 là chữ này nha cả nhà. 45 đến 60 kg ngay chỗ đây của mình là thiêu. Thiêu hết toàn bộ thiêu là 90 nha. Hồi sáng tiết bán là 85.000 là in, còn cái này thiêu nha. Một lát ai muốn mua áo in thì tiết sẽ lên áo in, còn cái này là thiêu. Mã 2 vàng, mã 2 cam, mã 2 màu xanh dương, màu xanh dương nha. Mã 2 da. Rồi để tiếp coi mã 2 có như mà tiếp lên trên đại tiếp tí. Mã 2 đen. Đây. Mã 2 đen. Hoa xương rồng với mã 2 đen. Đó. Chữ này ha, chữ này mã 2 đen. Mã 2 dương, mã 2 vàng, mã 2 trắng, mã 2 hồng. Mã 2 cam, mã 2 sen. Rồi còn mã 2 hồng. Còn màu hồng, đợi tiếp lấy màu hồng. Màu hồng. Màu da, màu đen, màu trắng, màu cam rồi đủ màu. Hào Phạm một bộ không có gọi bạn. Bên tí là chốt đơn hai bộ mới gọi. Một bộ không có gọi. Mã 2 trắng cho Tiểu Cẩm Loan. Mã 2 trắng Tiểu Cẩm Loan. Đây. Mã 2 trắng, mai vàng lấy mã 1 đen với cam. Mai vàng lấy mã 1 đen với cam. À,
đây mai vàng mã 1 là chữ trước nè, đen với cam cho mai vàng, mã 2 da với đen cho bằng lăng tím, mã 2 màu da với màu đen. Đây mã 2 màu đen, mã 2 màu da. Đây màu da. Anh quân trần mã 2 vàng với da, anh quân trần vàng với da. Hai da vàng. Rồi 70 ký không vừa. Rồi mã 2 vàng mỹ phượng áo mặc, mã 2 xanh dương với sen cho thị phương, mã 2 xanh dương với sen. 70 ký chứ không có hết. Mã 2 trắng hồng ngô, đợi tí xíu nha. Đợi tí xíu nha con gấu đợi xíu nha Xuân Xuân Nguyễn. Để biết like nha, đợi tí xíu. Mã 2 da cho hồng lê, hồng lê mã 2 da. Mã 2 da cho hồng lê. Mã 2 đen cho tuyết phạm, tuyết phạm mã 2 đen. Rồi Ngọc Nguyễn mã 2 vàng cam hồng sen đen, đen. Hồng sen, cam vàng. Cam vàng. Rồi Ngọc Nguyễn ok. Sen hoa mã 2 hồng sen với xanh. Rồi chị sen hoa mã 2 hồng sen với xanh. Mã 2 trắng cho Nguyễn Lan. Rồi ok Nguyễn Lan mã 2 trắng. Rồi mã 2 kèm màu tiếp nha. Đó quá màu luôn, quá trời màu luôn. Đây, mã 2 hồng màu hồng. Mã 2 vàng cho Lan Anh. Rồi Lan Anh có mã 2 vàng. Lan Anh có mã 2 vàng. Mã 2 sen nha tuyết bùi. Nha tuyết bùi mã 2 sen. Mã 1 lấy thêm vàng hồng dồn đơn. Rồi mã 1 thêm vàng với hồng dồn đơn. Rồi đây. Quế Trân mã 1 thêm vàng với hồng dồn đơn nè. Ok khách nha. Rồi mã 2 hồng nè khách. Nãy giờ em chưa mở ra cái màu hồng của mã 2 nè. Chưa có giấy gì. Đây mã 2 hồng. 45 đến 60 ký nha khách. Mã 2 hồng. Đây, 45 đến 60 ký, mã 2 hồng. Rồi mã 2 nha. Mã 2 đen cho quanh lê. Rồi đợi em xíu em lên cái con gấu cho mấy chị chốt luôn. Một thể. Đen em quanh lại đây. Rồi mã 2 đen cho quanh lê. Rồi để em báo là mã 2 cái em quần gấu cho mấy chị chốt. Mã 2 vàng. Mã 2 trắng. Mã 2 hồng. Rồi để em dơ màu mã 2. 45 đến 60 ký. 45 đến 60 ký. Rồi mã 2 trắng cho hồng lê. Hồng lê mã 2 trắng. Rồi 45 đến 60 ký. Mã 2 trắng, mã 2 đen. 45 đến 60 ký một cỡ giống tí đang mặt nha cả nhà. Mã 2 hồng. Mã 2 xanh, màu xanh dương. Đó dơ cái đi rồi qua mẫu khác. Mã 2 sen, ngoài màu sen, màu sen. Rồi mã 2 vàng. Rồi mã 2 cam nữa. Chưa dơ màu cam nè. Mã 2 cam nữa chứ nha. Rồi màu cam chữ trắng đẹp đó. Mã 2 hồng cho sao băng Nguyễn. Mã 2 hồng. Đây, ngoài màu hồng. Ngoài chỉ đọc là màu sen nha. Mã 2 cam. Mã 2 cam. Rồi 45 đến 60 ký. Cái chữ là chữ thiêu. Chữ là chữ thiêu nha. Mã 2 hồng cho Bảo Ngọc. Mã 2 hồng cho Kim Quỳnh. Rồi cái chữ này nó thiêu khác xíu nha cả nhà. Đó, thiêu khác xíu nè. Rồi mã 2 hồng. Đây mã 2 cam. 45 đến 60 ký mã 2 cam nha. Rồi khách lấy ghi giùm tiếp nha mã 2 cam. Tiếp sẽ dơ con gấu cho để cái like mã 2. Mã 2 hồng cho Nguyễn Mai. 60 ký mét 52 không vừa các ơi, 60 ký cao cao xíu giùm tiếp thì mới vừa nha.
mã 2 hồng cho Nguyễn Mai. Rồi mã 2 cam, tiếp mặt là mã 2 vàng. 45 đến 60 kg. 45 đến 60 kg rồi, nhớ mình tiếp mã 2 nha. Bây giờ tiếp qua con gấu nè. Con gấu là 85.000, tại diện gấu là in. Còn cái này là thiêu, thiêu là 90. Đây. Gấu còn có nhiều đây hả? 4 màu. Thi Hoa chưa gọi chốt đơn. Rồi Phương đưa cho chị Hằng đây. Hứa Bích Phượng chị đặt hồi nào chị? Rồi Hạnh Hồng 90.000 cái, 90.000 cái. Áo mặc là mã 2 vàng, áo mặc là mã 2 vàng. Rồi đây, con gấu nè, con gấu khách mới hỏi nè. Đây, gấu đeo kính. Gấu sen. Rồi, gấu này là 85.000, tại vì gấu này là in. Còn ngay chỗ đây là thiêu, thiêu là 90, còn in 85. Rồi, cái này ghi cho tiếp nha, gấu sen, gấu da, gấu hồng, gấu vàng. 40 kg không có. Không có 40 kg nha. Rồi đây, gấu da, gấu hồng, gấu vàng. Gấu là 85.000, gấu là 85.000. Rồi 45 cho đến 60 kg. Rồi chốt liên tiếp nha, gấu vàng dễ thương lắm. Rồi đây đó, khách mới hỏi tiếp gấu ha, gấu đeo mắt kiến. Liêu Chương lấy gấu gì chị? Ghi lại giùm tiếp nha. Rồi gấu vàng 45 đến 60 kg, cái này 85.000, tại cái này in. Rồi thiêu nha. Áo mặc tò mã 2 hồng, mã 2 sen, mã 2 cam, mã 2 trắng, 2 đen, nói chung đủ mà, đủ mà. Mã 2 đen cho muội muội. Rồi muội muội lấy mã 2 đen. Mai Vàng lấy mã 2 đen. Minh Khanh mã 2 kèm màu đó. Không có size lớn thì thấy. Gấu sen, gấu vàng, gấu cam. Rồi su su. Gấu vàng. Gấu vàng, gấu sen, gấu cam. Không có cam. Không có cam. Vậy là có gấu vàng với gấu sen thôi nha. Không có cam. Mã 2 đen nha, tuyết bùi. Mã 2 đen nha, tuyết bùi. Mấy cái 85 thì giá liền luôn đi chưa. Gấu da bằng lăng tím. Gấu này là 85.000. Em nhận áo khác là đẹp chị. Cảm ơn Thu Thủy nha. Gấu sen với vàng Ngọc Nguyễn. Gấu sen với vàng Ngọc Nguyễn. Ngọc Nguyễn gấu sen với vàng. Mã 2 đen Tho Nguyễn Thị. Rồi mã 2 đen Tho Nguyễn Thị. Mã 2 trắng Bích Vân. Bích Vân có mã 2 trắng. Gấu da cho Nguyễn Mai. Rồi hết da rồi. Nguyễn Mai gấu còn 3 màu. Hết màu da nha. Nguyễn Mai hết gấu da rồi. Bây giờ tiếp còn gấu hồng, gấu sen, gấu vàng. Gấu hồng, gấu sen, gấu vàng. Rồi chị Phi Lan Trần Thị. Chị lấy mã 2 hồng gấu với vàng. Rồi hồng với vàng Phi Lan Trần Thị. Gấu da hết rồi khách. Mã 2 màu hồng cho Minh Khanh. Mã 2 là mã thiết mặt. Mã 2 màu hồng cho Minh Khanh. Rồi mã 2 là 90 nha. Còn gấu 85. Gấu vàng với sen cho sen hoa. Gấu vàng với sen cho chị sen hoa. Mã 2 trắng hình như là hết trắng rồi khách ơi. Mã 2 biết hết trắng rồi khách. Mã 2 hết trắng rồi. Rồi gấu hồng cho Vi Phụng. Rồi bên Tiết đang kiểm tra. Hi Hoa đang kiểm tra sẽ gọi lại cho ha. Rồi gấu hồng cho Vi Phụng. Mã 2 tiếp hết màu trắng nha. Bây giờ gấu là còn gấu sen. Gấu sen, gấu hồng, gấu vàng nha. Còn đúng 3 màu. Gấu là 85.000, gấu là in. Còn cái này là thiêu. Rồi khách lấy gì tiếp. Tiếp còn 3 màu. Gấu tiếp còn 3 màu. Gấu còn 3 màu nha. Rồi mã 2 thì còn đủ màu. Hết trắng. Hết trắng. Bây giờ tiếp sẽ qua mã 3 cho mình. Qua mã 3. Mã 3 là cũng thiêu luôn nha. Rồi qua mã 3. Mã 3 là chữ nè, chữ nó khác nữa nha. Đó. Cái này mã 2 là chữ này là thiêu nha. Thiêu là 90. Rồi bây giờ qua chữ này là mã 3 thiêu luôn.
thiêu mình có mấy mẫu vậy thôi hả Phương ạ? À? Má hai vàng còn nha khách. Dồn đơn A, dồn hồi sáng rồi, ok. Gấu hồng cho Hương Hoa. Rồi ok, Hương Hoa gấu hồng. Đây mã 2 nha, mã 2 màu vàng. Đó, rồi bây giờ qua mã 3. Rồi gấu hồng 85.000, còn mã 3 này 90. Cái này là thiêu. Thiêu là 90. Mã 3 cam, mã 3 trắng có một cái thôi hết. Mã 3 trắng, mã 3 nâu. Mã 3 mã 3 rồi mã 3. Ủa mã 3 cũng có mấy cái à. Rồi mã 3 em có mấy màu ấy chị. Mã 3 vậy là em còn cam, trắng, da. Yeah. Mã 3 còn có 3 màu. Rồi áo khác xíu hết, xíu lên lì. Mã 3 da nha, mã 3 da. Rồi ai lấy đi cho tiếp mã 3 da. Mã 3 cam là tiếp mặt, mã 3 trắng còn cái. Mã 3 trắng còn cái. Rồi 45 đến 60 kg. Đây là thiêu rất là đẹp luôn nha. Rồi khách lấy thêm tiếp nha. Đó, mã 3 trắng, mã 3 da, mã 3 cam. Mã 3 liễu trương lên số chị. Ê quên lên màu chị. Nãy giờ mình chưa có cái nào hết nha. Hồi nãy chị ghi gì tí cũng không hiểu, mà bây giờ chị không có màu tí cũng không có lấy được nè. Rồi mã 3 giùm tiếp nha. Rồi mã 3 giùm tiếp. Bây giờ tiếp qua mã 4 lay lại, lay lại. Qua áo khoác. Rồi mã 4 là chữ khác ha. Đây Minh Khanh hai hồng có rồi khách ơi, có rồi nha, đặt nữa là lấy nữa bị trùng á. Mã 3 nâu, Kim Thi Phạm Thị mã 3 nâu. Lấy ba điện thoại, ba cái điện thoại ba mạng khác nhau cứ gọi ai chị danh nha. Chị Hy Hoa, chị Tuyết. Hy Hoa gọi không được nha khách ơi, số điện thoại mình bị gì gọi không được nha. Cứ quăng đây đi em để lát chị. Hy Hoa, em lấy ba cái mạng khác nhau. Đây. Gọi hoài không được nha. Đó, gọi khách hoài gọi không được. 0971343064. Rồi mã 3 da. Mã 3 da đẹp Trần Tuấn, mã 3 da. Mã 3 da cho Nguyễn Mai. Rồi mã 2 hồng cho Bích Vân, rồi Bích Vân lấy mã 2 hồng. Mã 2 hồng cho Bích Vân. Nói thì đem đồ Thái Hòa xuống. Phương coi Thái Hòa hôm bữa có hai bộ chuyển khoản rồi. Rồi đợi tiếp con cái với Thái Hòa ơi. Rồi mã. Mã 3 trắng, mã 3. Mã 3 trắng, mã 3 cam. Mã 3 nâu nha. Rồi qua mã 4. Đây, mã 3 là tiếp mặt nha khách. Bây giờ tiếp qua mã 4. Đó, mã 4. Rồi cái này là cũng là thiêu luôn. Thiêu cho mình hết nha. Mã 2 hồng đạt Trần Tuấn. Rồi mã 2 hồng. Rồi ok khách nè. Mã 2 hồng là cái chữ này ha. Chữ thiêu á, chữ thiêu nó khác. Bây giờ mã 4 nha. Mã 4 xanh, màu xanh dương. Đây thiêu nha cả nhà. Mã 4 xanh, mã 4 đen, mã 4 sen. Mã 4 cam, mã 4 da. Mã 3 da cho Quanh Lê. Rồi Quanh Lê có mã 3 da. Rồi mã 3 da Tho Nguyễn Thị. Rồi Tho Nguyễn Thị đi đơn. Ok khách nha. Mã 4 đen. Mã 4 xanh nha đạt Trần Tuấn. Mã 4 xanh. Rồi bây giờ 4 đen, 4 vàng. 4 cam, 4 da, 4 hồng. Hồng sen. Rồi 4 hồng, 4 sen. Đó mã 4 còn đủ mà. Quỳnh Lê mua hàng đúng mã kèm số với Quỳnh Lê rồi. Ông Nguyễn Thị có một cái giấy đi đơn nha thì. Mã 4 đen cho Phạm Ngọc. Mua hàng lên số một tí nha khách. Mã 4 đen Phạm Ngọc. Mã 4 da. Mã 4 hồng Tiểu Cẩm Loan. Mã 4 hồng. Đây màu hồng. Rồi mã 4 hồng. Đây màu hồng nha. Đây để tiết vô từng màu cho mình xem.
Rồi mã 4 vàng 45 đến 60 kg, giá là 90.000 nha khách. Mã 4 vàng. Đây. Đó, ngay chỗ đây là thiêu, thiêu chữ nha. Mã 4 vàng, rồi 45 đến 60 kg, mã 4 sen. Màu hồng sen, còn kêu màu hồng. Cái hồng chưa mới được tốt. Tiểu Cẩm Lan. Rồi mã 4 sen, màu sen nhìn tiếp nha. Mã 4 xanh cho Chi Vũ. Chi Vũ lấy mã 4 xanh. Rồi Chi Vũ mã 4 xanh. Mã 4 da, màu da. Rồi mã 4 da nè cả nhà. Rồi 45 đến 60 kg chỗ đây thiêu nha. 90.000 một áo. Mã 4 da, mã 4 cam. Mã 4 đen. Dương Khuyên mã 4 xanh với vàng. Rồi đây là vàng. Màu xanh, ủa hình như xanh em hết rồi khách ơi. Đó rồi em hết xanh rồi, chị Dương Khuyên có vàng hay như chị xanh lát lấy qua màu khác giùm em nha. Em hết xanh rồi nha. Liễu Trương mã 4 vàng, em hết xanh rồi nha chị. Chị có vàng thôi ha. Liễu Trương mã 4 vàng. Rồi đây là mã 4 cam. Xanh lát qua mã 5 giùm em đi, mã 4 cam. Rồi mã 4 cam, mã 4 đen. Mã 4 đen Nguyễn Lan dùng đơn, mã 4 đen. Mã 4 đen cả nhà ơi. Đây, mã 4 đen. Rồi khách lấy ghi cho tiết mã 4 đen. Mã 4 hồng. Rồi mã 4 hồng. Rồi chốt đơn nhìn tiếp nha. Đây là mã 4, mã 4 hồng. Mã 4 đen 45 đến 60 kg. Rồi Kim Quỳnh mã 4 đen. Mã 4 cam 45 đến 60 kg, mã 4 cam. Mã 4 da. Rồi 45 đến 60 kg, mã 4 da. Tiêu chữ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi mã 4 sen. Mã 4 sen. Mã 4 vàng. Rồi chốt mình tiếp mã 4 nha. Đây là mã 4. Rồi đây là mã 4 nha. Rồi tiếp qua mã 5, cái tiếp qua áo áo khoét nha. Rồi 45 đến 60 kg. 45 đến 60 kg. 45 đến 60 kg. Rồi cái này là mã này là hồng chữ. Hồng chữ này thì 85.000 nha. Tại cái này là in. Rồi không có ship chủ nhật chị. Rồi hồng chữ nha. Cái này mình ghi cho tiếp hồng chữ. Chữ này là in cho nên là 85.000. Còn cái này là thiêu. Thiêu là 90. Rồi khách lấy ghi cho tiếp là hồng chữ là được. Cái này thì hiện tại tí thấy có màu ở đây à. Lấy ra có màu mà. Rồi khách lấy thì ghi giùm tiếp hồng chữ nha. Hồng chữ 45 cho đến 60 kg 85.000. Tại cái này là in. Cái này là in nha. Mã 4 đen Nhung Chương. Nhung Chương coi coi nó có lên số không mà em. À. Rồi mã 4 đen Nhung Chương. Hồng chữ cho Liễu Chương. Rồi hồng chữ này 85 em ghi giá này liền đi. Tại mấy cái thiêu rồi 90, còn nó 85 ghi giá liền nhìn chị. Rồi bây giờ qua mã 5 cái nha. Ngọc Nguyễn lấy hồng chữ. Rồi Misu hồng chữ. Misu mới có một cái thôi nha khách. Tại thấy ghi dồn đơn nè. Misu có một cái thôi nha. Mã 4 hồng sen cho Lan Anh. Rồi Lan Anh mã 4 hồng sen. Hồng sen mã 4 thì 90 nha. Còn hồng chữ 85. Cái in á là 85.000. Còn cái thiêu thì 90.000. Rồi bây giờ tiếp sẽ qua mã 5 thiêu cái tiếp qua áo khoác cho mình nha. Rồi qua mã 5. Mã 5 đẹp lắm cả nhà ơi. Mã 5 quá trời màu luôn. Rồi tiếp sẽ qua mã 5 với khách nha. Áo khoác hồi sáng nè. Rồi Misu có áo khoác hồi sáng. Rồi ok khách. Bây giờ qua mã 5 nha. Thiêu là 90 nè. Thiêu là 90.
Rồi má năm đủ màu cho mình, hồng ngô lấy hồng chữ, rồi hồng chữ 85. Hồng chữ 85.000 rồi má năm. Ông tháng năm túi đợi em xíu chị. Rồi hồng chữ cho chị Nguyễn Hồng Cẩn. Hồng chữ Nguyễn Hồng Cẩn 85.000. Rồi Nguyễn Trang hồng chữ là 85.000, áo mặc là 90.000, tại vì áo mặc là thiêu ha. Rồi Nguyễn Trang áo mặc là 90. Rồi hồng chữ thì 85. 85 là in nha. Rồi Kim Ngọc Hà 45 đến 60 kg không đo ngực chị. Rồi Khả Hân 60 kg cao mới vừa nha, không có màu đỏ nha khách. 60 kg cao vừa, cao thì vừa, ok thì mình chốt mã nha, không chốt theo số ký nữa nha. Rồi, áo mặc cho Sao Văn Nguyễn. Đủ chưa, đủ chưa? Áo mặc. Rồi, bây giờ chốt cho Tiết nha, mã 5. 5 cam. 5 xanh, nó thêm chữ vàng thôi ha. Rồi, 5 hồng, 5 trắng, 5 da, 5 đen. 5 xanh với da Bích Thiên Nguyễn, 5 xanh với da. Mẫu in còn đợi em xíu, in thì em còn nhiều lắm chị, nhưng mà tại hồi sáng em like in nhiều quá. Rồi mã 5 vàng, mã 5 đen, mã 5 sen. Mã 5 xanh, mã 5 cam. In còn nhiều mẫu, in em chưa có like chị. Mã 5 hồng. Rồi mã 5 da, đó mã 5 giùm em ha. 45 đến 60 kg. 45 đến 60 kg. Trời ơi, đây cái mẫu. Số 3 bỏ bên này. Rồi mã 5. Mã 5 xanh với hồng cho nam vỏ. Mã 5 xanh với hồng. Rồi, 5 hồng với 5 xanh. Áo mặc màu cam trước hả? Rồi Nguyễn Trang áo mặc cam. Cái này cam nha. Cái này là cam nè. Nguyễn Trang nè, cam nha. Phải không khắp? Vậy là áo màu dương nè, bỏ nha. Mã 5 trắng cam cho Nguyễn Hồng Thọ. Mã 5 trắng cam. Rồi màu trắng, màu cam. Rồi mã 5 hồng Quỳnh Trân. Rồi mã 5 đen Vi Phụng. Nguyễn Trang lấy mã nào nha, mã nào ghi lại nha. Rồi mã 5 đen, mã 5 đen cho Vi Phụng. Mã 5 xanh hồng Trần Dung. Mã 5 xanh hồng Trần Dung. Mã 5 hồng cho Mỹ Phượng. Mã 5 xanh cho chị Dương Khuyên. Rồi ok chị, mã 5 xanh cho chị Dương Khuyên. Rồi 5 xanh, 5 xanh chốt giùm em. Mã 5 xanh, mã 5 da, mã 5 hồng, mã 5 sen, mã 5 trắng. Hết rồi Cam Hương Châu, mà trắng hết rồi em. 5 trắng Cam Hương Châu không có. Rồi Nguyễn Trang áo mặc là áo này. Nguyễn Trang áo này. Rồi Vi Phụng gửi luôn. Rồi, Nguyễn Mỹ đúng mã đi chị. Mã 5 kèm màu. 65kg không vừa, màu trắng em hết rồi chị. Mã 5 màu trắng em hết nha. Mã 5 màu màu trắng em hết. Hoa xương rồng, mã 5 đen trắng. Lấy em qua mẫu khác thôi. Mã 5 đen, hoa xương rồng. Mã 5 da. Rồi 90.000 nha mấy chị. Cái này là thiêu nha. 45-60kg. Rồi mã 5 da, mã 5 vàng. Đây, mã 5 vàng. Mã 5 xanh Cam Hương Châu áo mặc. Ủa gì cái bọc đó Phương để gì? Cái áo màu cam á, áo mặc là áo màu cam của Nguyễn Trang á. Đó màu cam mới quăng ra đó. Rồi còn Cam Hương Châu áo xanh tiếp mặt. Mã 5 da Trần Dung dồn đơn. Rồi Nguyễn Trang đúng rồi, màu hồng với màu cam. Rồi mã 5 vàng. Mã 5 vàng nha. Rồi 45 đến 60 kg mã 5 vàng. Mã 5 cam.
Nguyễn Mỹ mã 5 vàng, Châu Nguyễn mã 5 da với đen, Châu Nguyễn mã 5 da với đen. Rồi Châu Nguyễn mã 5 da với đen. Tuyết Phạm mã 5 da. Tuyết Phạm mã 5 da, chị Lâm Yến Châu mã 5 xanh. Chị Lâm Yến Châu mã 5 xanh. Mã 5 hồng, mã 5 sen. Bình Hạnh mã 5 phải không khách? Mã 5 hồng với đen Bình Hạnh. Mã 5 hồng với đen. Rồi Bình Hạnh mã 5 hồng với đen. Rồi đây chiếc mở màu hồng cho mình xem. Rồi đây thiêu nha cả nhà, 90.000 áo nha. Rồi mã 5 hồng 45-60kg, mã 5 sen. Màu sen. Hồng chữ là cam hương châu. Rồi cam hương châu hồng chữ. Hồng chữ là 85.000 tại in ha. Mã 5 da cho hồng ngô. Chị nhận hàng bên Tuyết Rồi vải đẹp. Chị thích lắm em. Dạ cảm ơn chị Dầu Ly. À, rồi mã 5 sen. Vải đẹp luôn khách ơi. 45-60kg. Mã 5 sen. Mã 5 vàng. Áo hung in tiếp còn luôn nha. Mỹ Phượng có 3 áo đó khách. Có 3 áo. Không nhớ là màu nào nhưng mà ở đây đã chốt 3 áo rồi nè. Mã 5 vàng. Rồi khách lấy ghi liền tiếp. Mã 5 đen. Mã 5 sen cho Tiểu Cẩm Loan. Mã 5 sen. Đây màu sen. Rồi Quỳnh Nhung. Sao khách ơi, sao vậy khách? Bây giờ Tiết không có chốt đơn cho nên Tiết không biết đồ của mình là đồ gì. Và bây giờ mình có thắc mắc gì mình gọi là cái số chốt đơn đó, mấy bạn nó sẽ giải thích với mình nha. Rồi mã 5 hồng. Mã 5 vàng. Mã 5 vàng, mã 5 hồng. Mã 5 xanh, mã 5 đen, mã 5 da. Mã 5 sen. Rồi chú mình tiếp mã 5 nha, mã 5. Đó, cái mẫu thiêu nó ít lắm, có mấy mẫu thôi. Rồi chú mình tiếp mã 5 nha. Đây, mã 5 đen. Mã 5 xanh. Mã 5 da. Màu da. Mã 5 sen, mã 5 vàng. Mã 5 hồng. Mã 5 cam. 45-60kg chị, 62kg sợ ôm nha chị. Sợ ôm. Rồi tiếp qua một vài mẫu in nữa, tiếp qua áo khoác nha. Đó, có mấy chị hỏi áo in cho nên là tiếp like mấy mã áo in nữa, tiếp qua áo khoác chứ. Rồi tiếp qua một mẫu in này nha khách. Tiếp qua một mẫu in nè. Diễm Trang mua hàng lên số điện thoại với mình. Mua hàng lên số điện thoại chị ơi. Rồi qua cái mã in nha. In thì 85.000 nha. Mã 5 đen với xanh cho Quỳnh Thủy. Mã 5 đen với xanh. Rồi đây chị Quỳnh Thủy mã 5 đen với xanh. Rồi Diễm Trang mã 5 sen với hồng. Diễm Trang mã 5 màu hồng với màu sen. Rồi đây là hồng với sen. Rồi cái này là 90.000 áo. Bây giờ Tiết sẽ qua một cái mã mà áo in. Áo in thì 85.000 thôi nha khách. Rồi Tiết qua mã. Cái này in. Quỳnh Nhung ơi, bây giờ là Tiết không biết mình đặt áo gì. Đó, mình đặt áo gì. Áo gì khách? Khách cứ nói áo là áo thun hay là áo khoét. Đó, áo khô thun 64kg là không có dừa. Áo thun là Tiết báo là 45-60kg. Còn áo khoét thì nó có size. Còn áo thun thì không có dừa.
nha, khi tiết lai tiết báo là 45 đến 60 kg. Em không có đo ngực mấy chị, em không có đo ngực. Ở đây em bán em nói số ký, em không có đo ngực. Quần thể như là còn thế giới hồng với sen. Má năm đen cho Thấm Nguyễn. Mã năm đen cho Thấm Nguyễn. Cái này là 95.000, còn mẫu trước mặt là in, in là 85.000. Rồi Minh Ngọc bơm hàng không có bán. Rồi bây giờ đây mã 6. Cả nhà, cái này là in. In là 85.000, còn thiêu là 90. Nhung chương mã 5 xanh. Rồi nhung chương mã 5 xanh. Rồi ok. Mã 5 xanh. Rồi bây giờ cái này ghi chi tiết là mã 6 nha, mã 6 trắng. Mã 6 đủ màu luôn. Đây nha, mã 6 nha. Rồi, mã 6 cam, mã 6 vàng. Mã 6 này là in là 85.000 thôi. Mã 6 hồng. Mã 6 sen. Rồi, mã 6 da. Mã 6 đen, mã 6 trắng, mã 6 xanh. Đó, mã 6. Rồi khách lấy thì chốt cho tiếp nha. Đó bao nhiêu màu nè, mình lấy mình chốt thì tiếp nha. Mã 6 này xong rồi tiếp qua áo khoác nha khách nha. Đó qua áo khoác, hứa lai áo khoác rồi. Áo khoác sau lưng 145.000, hàng 5 túi. Hàng 5 túi nha. Rồi mã 6. Đúng rồi tiếp Phạm. Rồi mã 6 cam. Rồi chị Thi Lan Trần Thị đi đơn khỏi ngộ ok chị. Mã 6 cam thì tiếp nha. 45 đến 60 kg. Chị ơi em mới nhận áo đẹp lắm chị. Cảm ơn Phương My. Mã 6 cam. Rồi dơ từng màu cái nha. Rồi mình sẽ qua cái ốc khoác nha. Mã 6 vàng. Rồi 45 đến 60 kg. Mã 6 vàng. 45 đến 60 kg. Mã 6 vàng, mã 6 xanh, mã 6 cam Mai Ngọc. Rồi Mai Ngọc lấy mã 6 cam. Ai đẹp. Rồi mã 6 vàng, mã 6 xanh, mã 6 trắng đen. Đây, mã 6 xanh, màu xanh này là xanh Cuban, xanh Cuban. Mã 6 xanh, mã 6 sen, mã 6 hồng, mã 6 da. Rồi mã 6. Mã 6 sen. Rồi mã 6 sen. 45 đến 60 kg, mã 6 sen. Mã 6 hồng. Rồi 45 không có, hết rồi, 45 rộng lắm. Cái này báo là một cỡ 45 đến 60 kg. Đó, mình ok thì mình hãy chốt. Chứ không có chính xác 45 kg ở đây nha. Rồi mã 6 đen. Mã 6 đen. Mã 6 sen cho màng lê. Màng lê có mã 6 sen. Rồi màng lê mã 6 sen. Rồi mã 6 hồng. Mã 6 hồng. Mã 6 đen. Mã 6 trắng, mã 6 da. Rồi đây mã 6. Rồi màn lê lấy mã 6 đen. Rồi còn màu da nè. Mã 6 da. Mã 6 da. Rồi mã 6 da. 45 đến 60 kg mã 6 da. Rồi mấy chị chốt mã 6 cái quả áo khoác nha. Cái quả áo khoác nè. Dơ lại nha, mã 6 cam. Rồi không đổi hết rồi. Nguyễn Hồng Thọ mã 6 xanh với sen. Rồi mã 6 xanh với sen. Nguyễn Hồng Thọ. Mã 6 xanh với sen Nguyễn Hồng Thọ. Rồi mã 6 nha, báo là mã 6 cái mình qua áo khoác. Mã 6 sen. Mã 6 cam. Mã 6 da.
Trang Nguyễn mã 6 da. Rồi Trang Nguyễn mã 6 da. Rồi khách lấy đi nhìn tiếp nha, đây. Mã 6 da. Mã 6 trắng là tiết mặt nè. Rồi mã 6 đen, mã 6 vàng. Có thị thủy không có chính xác 52 kg. 45 đến 60 kg ok thì chốt mã, không có chính xác số ký nha. Đồ may sẵn đó chị ơi. Mã 6 đen Nguyễn Hồng Cẩn. Mã 6 đen Nguyễn Hồng Cẩn. Mã 6 vàng, mã 6 xanh. Mã 6 hồng, mã 6 sen. Rồi, mấy chị đang mua đồ may sẵn nha. Em không có chốt theo số ký. Mã 5 sen cho muội muội. Mã 5 sen. 5 sen cho muội muội. Rồi, mã 5 là 90.000 nha, tại vì thiêu nha. Mã 6 sen, Võ Thị Thủy, mã 6 sen. Võ Thị Thủy, mã 6 sen. Rồi, áo khoác mặt giùm em hai áo nha, một áo anh em không có đi hàng nha mấy chế. Áo thun, xin lỗi áo thun, áo khoác thì một cái đi hàng. Áo thun thì phải hai cái em mới gọi chốt nha, bây giờ em qua áo khoác nha. Cái chữ mì thì có giấy. Chữ mì thì có giấy. Rồi nhớ giùm em áo thun hai cái em mới gọi chốt. Còn áo khoác một cái vẫn gọi, nhưng mà áo thun thì hai cái em mới gọi nha. Rồi bây giờ em qua áo khoác cho mình. Em mới nhận đồ đẹp lắm chị. Cảm ơn Dung Nguyễn. Quá khoác nha. Túi 145.000. Trắng xếp đi phụ nè. Mà để chút xíu xếp đi để sợ đi dơ. Con cái trắng này nè. Cái này nãy nó mới bỏ bịch. Mã 5 sen cho Vinh Vinh. Mã 5 sen. Mã 5 là 90.000 nha khách. Mã 5 sen Vinh Vinh. Muội Nguyễn mã 5 đen. Rồi muội Nguyễn mã 5 đen. Bây giờ tiếp qua áo khoác nha. Tiếp qua áo khoác. Rồi áo khoác 5 túi 145.000. Áo khoác 5 túi. Mã 5 màu xanh, Võ Thị Thủy mã 5 xanh. Rồi Võ Thị Thủy mã 5 xanh. Mã 5 là 90.000 nha. Thiêu rồi 90. Bây giờ qua áo khoác. Áo khoác 5 túi nha cả nhà. Rồi áo khoác rất là đẹp luôn. Áo khoác này 5 túi. Và cái hàng này là hàng đốm xịn nha. Giá là 145.000. 145.000 nha cả nhà yêu. Mã 5 sen với hồng cao tuyết. Mã 5 sen với hồng. Mã 5 màu hà, màu sen. Mã 5 màu hồng. Mã 5 là 90.000 áo. Trắng 90.000 còn chị. Đưa tiết cá màu trắng 90. Đây, trắng 90.000 là loại thiêu này chị. Trắng 90.000 là loại thiêu nha. Đây. Rồi mã này ghi giùm em trắng 90k là được. Đó, thiêu là 90 mà in là 85. Đó. Đây, màu trắng. Rồi em qua áo khoác 5 túi 145.000. Đây là đốm, thắt đốm là đốm xịn nha mấy chị, giá sale nha, 145.000. Rồi, hàng này tiết có 1x, 2x, 3x, 4x. 1x dưới 55kg, 2x dưới 60kg, 3x dưới 65kg và 4x là dưới 70kg.
đơn lúc sáng đang gọi chốt em. Mã 5 trắng không có. Cái này mã 3 trắng. Rồi chị Nam bỏ lấy cái này. Nam bỏ lấy cái này, 5 trắng hết rồi, hết 5 trắng. 5 là cái chữ này. Đó, 5 là chữ này. Rồi, bây giờ qua áo khoét. Đây cả nhà để ý mình tiếp cái hàng 5 túi nha. Đây, bên ở đây là 1 ha. Đây 1. Rồi. 2. Một cái túi dây kéo nữa là 3. Và ở ngoài 2 túi nữa là 5. Áo 5 túi nha, 145.000 nha. Rồi, cái màu này ghi cho em Ngọc Thủy, ghi hồng 4X đi chị. Màu này màu hồng nha, tại vì em có cái mấy màu là đó, nhiều màu. Mình ghi hồng, nếu mình lấy hồng mình ghi hồng. Hồng 1X dưới 55kg, hồng 2X dưới 60kg, hồng 3X dưới 65kg và hồng 4X dưới 70kg, giá là 145.000. Nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái hàng này là hàng đốm, mà đốm xịn 5 túi. Đó, hồi sáng là em bán toàn là 4 túi thôi mà. Đây em mặc vô cho mấy chị thôi. Đẹp. Đây mấy chị mặc vô cho mấy chị coi cái dáng áo đó ha. Đó, hai bên tay, hai bên eo. Sau lưng nó cũng to, nó cũng to. Đây mấy chị, thấy nón không? To đùng luôn. Rồi bây giờ mình cứ chốt nha. Hồng 1X, hồng 2X, hồng 3X, hồng 4X. Rồi màu trắng, bây giờ màu trắng thì tiếp lấy ha. Màu trắng thì như hết. Trắng hết, màu trắng thiêu hết rồi nha. Diễm Trang là không có ba trắng nha. Rồi hồng 1X cho mi eo áo mặc. Mã 5 xanh với vàng cho Bảo Trang da. Mã 5 xanh với vàng. Mã 5 là thiêu 90.000 cái. Mã 5 xanh với vàng Bảo Trang da. Rồi hồng 3X cho Như Lý Trang. Đây cả nhà có size nha, 145.000, áo khoác 5 túi. Đây là size 3X. Rồi tiếp mặt là size 1X. Rồi đây là size 2X. Rồi 2X dưới 60kg. Rồi 4X. 4X tầm 67-68kg rồi. Rồi chắc lấy ghi cho tiếp nha. Giá là 145.000 giá sale. Hồng 2X cho Trinh Lê 145.000 nha khách. Hồng 2X. Khoác này là 5 túi rồi nha. Hiền Trần có hồng 2X. Khoác này là 5 túi, nhớ mình tiếp nha. Rồi Muội Nguyễn hồng 4X. Rồi đây, đang cầm cái này là 4X. Vải sợi, mã gì vải sợi ơi. Một xanh một vàng là không có chốt được nha. Áo thun nãy giờ like tới mấy mã rồi. Hải Đậu lấy hồng 4X. Hải Đậu lấy hồng 4X 145.000 đó. Đẹp lắm mấy chị, cái này 5 túi rồi. Cũng hái chiếc tới mấy mã là mình ghi một xanh một vàng không có chốt được nha. Rồi mã hồng 4X, hồng 3X đó, mẫu giống như tiết mặt nha. 1X dưới 55kg, hồng 3X cho Thanh Thủy. Rồi 3X dưới 65kg, Nguyễn Trinh hồng 1X. Nguyễn Trinh hồng 1X. Xếp tỉnh 30 Sài Gòn 20 chị Muội Nguyễn. Hồng 1X Nguyễn Thị Tú Trinh. Hồng 4X Hoa Mai. Rồi em còn một cái hồng 1X và cái hồng 2X. Rồi 85kg không vừa. Rồi chứ còn hồng 1X, hồng 2X. Rồi hết 3X thì chị Nguyễn Thảo. Hồng 2X cho Nam Võ. Rồi Nam Võ hồng 2X. Rồi hiện tại chỉ còn một cái là hồng 1X. Còn duy nhất một cái hồng 1X nha. Duy nhất một cái hồng 1X qua màu cho mình. Để nó nhiều màu. Rồi còn cái hồng 1X. Còn cái hồng 1X. 1X dưới 55kg. Không có đen chị. Không có đen. Qua màu ngọc. Qua màu ngọc. Rồi ngọc 1X, ngọc 2X, ngọc 3X, ngọc 4X. Giá là 145.000 khách 5 túi. Hiện tại còn màu hồng 1X. Hiện tại chỉ còn hồng 1X. Rồi qua màu ngọc. Ngọc 1, 2, 3, 4.
Rồi nam vỏ dồn đơn áo thun đi đơn. Rồi đây cả nhà ơi, màu ngọc. 1 ít dưới 55kg, 2 ít dưới 60kg, 3 ít dưới 65kg, 4 ít dưới 70kg hình tiết. Hoa mai có hồng 4 ít rồi chị. Có rồi, mình đặt nữa là bị trùng nha chị. Mỹ hoa nguyên không nghe máy. Bây giờ mua hàng cọc lại mới chốt nha. Rồi, chốt đơn cho tiếp nha. Màu ngọc, màu xanh ngọc. Rồi 5 túi. Túi nè, 5 túi nha, 145.000. 5 túi nha cả nhà. Bác này là 5 túi nha, 145.000. Lương Hạnh. Rồi hết trắng rồi chị ơi. Lương Hạnh nè, mã 5 chỉ có màu đen thôi, không có trắng, hết trắng rồi nha. Rồi mã 5 đen cho Lương Hạnh với lại hồng 1 ít. Rồi Lương Hạnh có 5 đen hồng 1 ít. Hồng 1 ít hết nha. Rồi ngọc 2 ít, Bảo Trang da ngọc 2 ít. Rồi Bảo Trang da ngọc 2 ít. Bích Thiên Nguyễn dồn áo khoác. Rồi sáng chiều đi đơn chị Nguyễn Hồng Cận. Ngọc 3 ít cho Trang Nguyễn. Trang Nguyễn ngọc 3 ít. Bỏ Thu Dung ngọc 1 ít với ngọc 2 ít. Bỏ Thu Dung ngọc 1 với ngọc 2. Bỏ Thu Dung là 2 cái hả khách. Rồi mã 5 màu xanh Hoa Nguyễn Thị. Mã 5 xanh Hoa Nguyễn Thị 1 ít có nghĩa là XL, 2 ít là 2XL, 3 ít là 3XL. Nguyễn Thị Tú Trinh có hồng rồi, đừng đặt nữa bị trùng nha. Võ Thị Thủy Ngọc 1 ít. 1 ít là XL nha cả nhà, em đọc cho gọn nha. Hải Đậu là ngọc 4 ít. Hải Đậu là ngọc 4 ít. Hồng 1 ít hết nha. Xanh ngọc 1 ít cho Sơn Nữ. Rồi chốt dùm tiếp nha. Ngọc 1 ít dưới 55kg. Ngọc 1 ít dưới 55kg. Ngọc 3 ít dưới 65kg. Và ngọc 4 ít dưới 70kg. Rồi chốt màu ngọc dùm tiếp nha. Chốt màu ngọc. Chốt màu ngọc. Rồi chốt màu ngọc nha. Chốt màu ngọc. Ngọc 4 ít dưới 70kg. Màu xanh ngọc. Rồi ngọc 4 ít. Rồi ngọc 3 ít dưới 65kg. Và cuối cùng là ngọc 1 ít dưới 55kg. Rồi tùy theo chiều cao nữa nha mấy chị. Mã 5 da cho Lương Hạnh. Lương Hạnh mã 5 da. Rồi Lương Hạnh mã 5 da. Rồi lên màu ngọc dùm tiếp nha. Ngọc tiếp còn ngọc 4 ít, ngọc 3 ít và ngọc 1 ít. Rồi tiếp qua màu khác. Qua màu nâu. Màu này là màu nâu. Rồi tiếp qua màu nâu nha. Tiếp qua màu nâu. Ngọc 1 ít cho Tú Ánh. Rồi Tú Ánh có ngọc 1 ít. Áo khoác 145.000. Nguyễn Thị Tú Trinh có hồng 1 ít rồi nha khách nha. Mình đặt hàng mình để ý nha. Đặt tên là có rồi nha. Mình đặt nữa là mình trùng 2 cái nha khách. Rồi bây giờ tiếp qua màu nâu. Tiếp qua màu nâu 145.000. Áo khoác 5 túi. Yến Nhi lấy màu nâu 1 ít. Rồi ok Yến Nhi. Nâu 1 ít. Đây mặc cái màu nâu 1 ít cho khách xem. Đây đó, tiết đọc cho gọn là 1 ít có nghĩa XL, rồi 2 ít là 2 XL, 3 ít là 3 XL, 4 ít là 4 XL đó cả nhà. Nâu 2 ít cho mi eo. Rồi mi eo lấy nâu 2 ít. Đây 2 ít là dưới 60kg. À đó, 1 ít dưới 55kg. Rồi đây mặc màu nâu cho mọi người xem đẹp lắm. 1 ít dưới 55kg, 2 ít dưới 60kg, 3 ít dưới 65kg và 4 ít là dưới 70kg. Giá là 145.000. Áo khoác 5 túi. 5 túi nha. Hàng này hàng 5 túi. Đây tại vì bên trong nó thêm một cái túi có dây kéo đó. Một túi dây kéo, túi trong là 2. Rồi bên đây túi nữa là 3. Ở ngoài 2 túi nữa là 5. Đó cho nên là tiết báo là áo khoác 5 túi. Đó màu này là màu nâu nha. Ở ngoài là lúc nào cũng có dây kéo cho mình. Rồi đây 1 ít.
nâu một ít. Mặt màu nâu cho mấy chị xem, tay có thỏ ngóng cho mình luôn nha. Nâu một ít cho Đặng Huyền rồi để mặt màu nâu cho xem. Tay màu nâu, trời đẹp mấy chị. Nó ôm ngay cái cổ tay nè mấy chị thấy không? Đó. Nó ôm vô cổ tay form rất là đẹp luôn. Đó, tay nhìn mình thon gọn liền luôn. Đó, màu này màu nâu nha. Rồi Đặng Huyền nâu một ít, áo phích mặt. Hoa Mai lấy nâu 4 ít. Rồi Hoa Mai có nâu 4 ít. Trần Huy có nâu 3 ít. 145.000 áo. Hiền Quỳnh nâu 3 ít. Rồi ok. Mi eo xanh ngọc hết 1 ít rồi em. Nâu 1 ít cho xì tin 5. Rồi ship tỉnh 30, Lệ Phan Sài Gòn 20, nâu 3 ít cho Tài Võ. Nâu 2 ít cho Chinh Lê. Nâu 1 ít cho Sơn Nữ. Rồi nâu 1 ít cho Kiều Quỳnh. À, tiếp hết nâu 1 ít rồi khách. Áo phía mặt là chốt rồi thôi. Hiện tại tiếp còn nâu 4 ít. Tiếp còn nâu 4 ít. Tiếp còn nâu 4 ít nha. 4 ít là 65 đến 70 kg. Mình mặc 4 ít. Rồi tiếp còn nâu 4 ít nha. Rồi tiếp qua màu cho mình. Đó, 3 hồng sen. Nam Quỳnh chưa có đơn nha. Đó, 3 hồng sen là mấy nào ta. Bây giờ áo phun ngưng chốt đi. Mã 3 hồng sen là không nhớ mã nào. Shop ở Sài Gòn nha chị. Nâu tiếp còn nâu 4 ít nha. Nâu 4 ít. Qua màu tím. Qua màu tím nha. Bây giờ qua màu tím. Màu tím 1, 2, 3, 4. 145.000. 145.000. Trời ơi quá xá đẹp. Màu tím hết rồi. Tím 1 ít. Rồi chị Thảo Hồng ơi, 1 ít dưới 55 kg nha. Rồi Thảo Hồng mua hàng mã kèm số điện thoại nè. Mình khách mới nè. Đó, khách mới thì kèm số mới lấy nha. Không kèm số không có lấy hàng được mấy chị. Rồi tím 1 ít, tím 2 ít, tím 3 ít, tím 4 ít. 1 ít dưới 55 kg, 2 ít dưới 60 kg, 3 ít là dưới 65 kg và 4 ít là dưới 70 kg. Rồi 145.000 5 túi. Rồi Phạm Hoàng Dung tím 1 ít. Rồi ok khách nè. Rồi mã 3 không có sen em ơi. Nam Quỳnh ơi, mã 3 hồi sáng bây giờ chị dọn hàng rồi không có thấy mã 3 hồi sáng được nha. Tím 1 ít cho Thảo Hồng, tím 1 ít Phạm Hoàng Dung. Tím 2 ít cho Mi Eo. Tím 2 ít cho Ngọc Hải. Tím 1 ít cho Yến Nhi. Tím 2 ít Thảo Hồng. Thảo Hồng cái 1 với cái 2. Hiền Quỳnh đi đơn ok. Bích Trần tím 4 ít. Rồi Bích Trần lấy tím 4 ít. Rồi Bích Trần tím 4 ít. Hoa Linh tím 3 ít. Rồi Hoa Linh có tím 3 ít. Rồi chị ơi không có bò 3. Chị Trân Thi không có bò 3. Rồi tím 2 ít tiếp hết nha. Rồi ở đây tiếp chốt 1 ít 2 ít 3 ít 3 ít 4 ít không có chốt số ký nha chị. Bây giờ không có chốt hay số ký của khách nha. Hàng may sẵn mà mình nhắm mình mua thôi. Rồi tím 1 ít Thỏ Yêu Trần. Rồi tím 2 ít đã hết nha. Tím 3 ít cho Yến Mai.
tím 3X, tím à còn tím 4X rồi, bán hồi là còn size 4. Hiện tại em còn hai cái tím 4X. Bán hồi còn có thể size 4. Hiện tại em còn tím 4X. 4X là dành cho chị nào 65 đến 70 kg. Tím 4X. Rồi em qua màu luôn nha. Màu này là màu ruốc nè, màu ruốc. Khoác là 145.000, ship 30.000. Rồi Hảo Hồng chị ơi, nãy giờ chị lấy mấy cái tím rồi chị? Tím 1X hết rồi, Nguyễn Phúc luôn. Chị ơi chị lấy 3 cái tím luôn hả chị? Khách mới là em chốt tối đa là 4 áo thôi nha. Đó, mình đặt tím không, lát mình qua màu khác mình đặt không được á. Tím 3X hết hàng, bây giờ còn lại tím 4X. Bỏ giấy 3X. Hiện tại em còn hai cái tím 4X. 4X là 65 đến 70 kg, 4X là lớn nhất nha. Rồi, bây giờ em qua màu ruốc, nha. Ruốc 1X, ruốc 2X, ruốc 3X, ruốc 4X. Đó, 1 2 3 4 145.000. Đó mà trong người không có bán chị ơi. Rồi, trong thi bây giờ chỉ có một cái thôi chị, em không nhớ màu gì nha. Đó, bây giờ em đọc tên mấy chị để ý nghe đi mấy chị. Giờ hỏi qua rồi em không có nhớ nha. Lê Bảo Trân không có cái nào hết. Màu này là màu ruốc. Màu ruốc 1X, ruốc 2X, ruốc 3X, ruốc 4X. Đó, mấy chị mua hàng mình gán để ý nghe giùm em nha. Tại vì em like nhiều chị lắm, một lát hỏi qua em không có nhớ. Em chỉ nhìn trên app là em đã chốt mấy lần thôi, chứ em không có nhớ chính xác từng màu. Đó, chính xác từng màu thì nhân viên em gọi chốt đơn thì mới báo. Còn bây giờ hỏi em không nhớ nha. Rồi, tím 1X, tím 2X, tím 3X, tím 4X. Rồi, chốt đơn. Âu quên, màu ruốc, ruốc 1, ruốc 2, ruốc 3, ruốc 4. Rồi lấy thì chốt dùm tiếp nha, màu ruốc nha. Giá là 145.000 năm túi. Giá là 145.000 năm túi. Ruốc 3X cho chị Loan Quỳnh. Ok chế. Đây màu ruốc 3X cho chế Loan Quỳnh. Tím 4X Kim Thi Phan Thi. Kim Thủy Phan Thị, Phan Thị Kim Thủy. Rồi, ruốc 1, 2, 3, 4, chốt đơn nha. 1X dưới 55kg, 2X dưới 60kg. Ngô Jenny ruốc 1X, hàng này 145.000 nha. Rồi, ruốc 1X, Ngô Jenny. Ruốc 3X cho chị Nguyễn Hảo. Ruốc 3X cho chị Nguyễn Hảo. Rồi ruốc 1, 2, 3, 4, X. Rồi chốt đúng mã em đọc nha. Đây cả nhà, cái này là 5 túi nha. Rồi Bích Thủy có ruốc 3X. À 3X hết rồi khách ơi. Rồi ba sao có 1 cái rồi. Xin lỗi Bích Thủy nha, ruốc 3X tiếc hết rồi khách ơi, có 1 cái một à. Ruốc 1X dưới 55kg, ruốc 2X dưới 60kg, ruốc 3X dưới 65kg, ruốc 4X dưới 70kg. Em không chốt số ký, em chốt theo size hàng may sẵn, cho nên mấy chị chốt đúng mã thì mới chốt được nha. Rồi ruốc 1X, ruốc 2X và ruốc 4X hết 3X. Rồi ruốc 2X cho Loan Lê. Loan Lê ruốc 2X. Rồi ok khách. Đó, bây giờ còn ruốc 1X, ruốc 2X, ruốc 4X. Ruốc 1X cho Trần Hằng. Rồi Trần Hằng ruốc 1X áo mặc. Màu ruốc. Quá trời đẹp luôn mấy chị. 145.000 năm túi. Ruốc 1X dưới 55kg, ruốc 2X dưới 60kg, ruốc 4X dưới 70kg, Thanh Thanh ruốc 2X. Rồi Thanh Thanh có ruốc 2X. Linh Nguyễn ruốc 4X. Rồi 4X á là 65 đến 70 kg, mình cứ lấy 4X là ok. Rồi Lê Bảo Trân đúng mã đi. Bây giờ không có chốt theo số ký mấy chị ơi, chốt theo size nè. Đặt đúng mã thì chốt nha. Ruốc 1X dưới 55kg, ruốc 2X dưới 60kg. Rồi ruốc 4X dưới 70kg. Đó,
chốt đúng mã nha. Rồi mã ruốc 145.000. Đang mặc một yếm. Rồi chốt đúng mã giùm em nha, em qua màu cho mình nha. Tuyết trường ruốc 2 yếm. Tuyết trường ruốc 2 yếm. Đặng Thành Vinh ruốc 1 yếm. Rồi Dương Tiến ruốc 1 yếm. Hết 1 luôn nha. Bây giờ còn ruốc 4 yếm. Rồi bây giờ còn ruốc 4 yếm. Qua màu nha, qua màu. Rồi hết 1. Hết 1, 2, 3, 4. Qua màu xanh biển nha. Xanh biển rồi xanh lý. Rồi hiện tại tím 3 hết, ruốc 2 hết, ruốc 1 hết, hiện tại còn tím 4 ít, ruốc 4 ít. Rồi qua màu xanh biển. Hiện tại còn tím 4 ít, ruốc 4 ít. Rồi qua màu xanh biển 1 ít, dưới 55kg, xanh biển 2 ít, dưới 60kg, xanh biển 3 ít, dưới 65kg. Hai kim lấy ruốc 4 ít. Rồi ok, hai kim. Hai ruốc 4 ít. Rồi qua màu xanh biển cả nhà ơi. Trời ơi áo đẹp lắm. 5 túi cho mình nè. Một cái túi dây kéo, hai cái túi bình thường, bốn cái túi ở ngoài, hai cái túi ở ngoài là 5 túi. Rồi xanh biển 1 ít, xanh biển 2 ít, xanh biển 3 ít, xanh biển 4 ít. Mưa hả gì nữa ta? Rồi cát liên 70kg mét rưỡi không có vừa chị. Hàng đã xả rồi ha. Đã xả rồi, không vừa đã xả rồi. 60kg là size mấy? 60kg cao hay thấp thấp? Đó, 60kg phụ thuộc vô thấp cao hay thấp nữa. Mình cao thì mình mặc được 2 ít, mà mình thấp là mình phải mặc qua 3 ít. Mấy chị cho số ký, mấy chị phải cho chiều cao chứ. Bây giờ thấp cao nó khác nữa. Rồi xanh biển 1 ít, xanh biển 2 ít, xanh biển 3 ít, xanh biển 4 ít. Xanh biển 2 ít kim hơn. Xanh biển 2 ít Lê Bảo Trâm. Xanh biển 1 ít Nguyễn Quỳnh Giao áo mặc. Xanh biển 1 ít Đặng Như Ý. Tím 4 ít Phạm Đông, tím 4 ít. Rồi Phạm Đông nè. Tím 4 ít. Xanh biển 1 ít Nguyễn Vất Vương. Xanh biển 3 ít Nguyễn Khuyên. 145.000. Rồi biển. Biển 1 ít. À hết 1 ít rồi nha. À còn cái xanh biển 1 ít 145.000. Xanh biển 3 ít và xanh biển 4 ít. Rồi em còn 1, 3, 4 nha, em hết 2 nha. 145.000. Em hết 2. Rồi em hết 2 nha. Chốt đơn xanh biển 1 ít, xanh biển 3 ít và xanh biển 4 ít. 1 ít dưới 55kg, 3 ít dưới 65kg, 4 ít dưới 70kg. Tím hết hàng chị ơi, tím hết hàng. Trần Hằng xanh biển 1 ít. Rồi hiện tại em còn 3 với 4. Hiện tại em còn xanh biển 4 ít. Rồi hiện tại em còn xanh biển 4 ít và xanh biển 3 ít. Rồi hiện tại em còn xanh biển 3 ít và xanh biển 4 ít. Rồi kim hơn đi đơn. Rồi bây giờ em qua màu khác nha. Qua hồng. Hồng này là hồng dâu, nhưng mà em ghi hồng cho gọn nha. Màu này màu hồng dâu.
Hồng dâu hồng 1 ít, hồng 2 ít, hồng 3 ít, hồng 4 ít. Phan Thị Trúc mua hàng lên số điện thoại bạn ơi, khách mới phải càng số. Rồi, cái qua màu hồng. Hai áo rút 4 ít. Xanh biển 3 ít cho Yên Mai. Rồi, Yên Mai sắc cũ. Hai cái màu rút. Rồi, Muội Nguyễn hai cái rút 4 ít, hai cái giống thịt luôn hả chị? Muội Nguyễn nè, 4 ít, hai cái giống thịt luôn. Rồi bây giờ qua màu hồng. Hồng 2 ít cho Thanh Thanh. Rồi Thanh Thanh lấy hồng 2 ít. Đây, hồng 2 ít cho Thanh Thanh. Xanh biển 3 ít hết rồi khách. Rồi bây giờ qua màu hồng. Hồng 1 ít, hồng 2 ít, hồng 3 ít. Hồng 2 ít cho Hương Hoa. Hương Hoa hồng 2 ít. Hương Hoa có hồng 2 ít. Rồi hồng 1 ít. 1 ít dưới 55kg, 2 ít dưới 60kg, 3 ít dưới 65kg, 4 ít dưới 70kg. Màu hồng 145.000, áo phát 5 túi 145.000. Đặng Như Ý có hồng 1 ít. Mai Linh có hồng 3 ít. Nguyễn Quốc Vương hồng 1 ít. Chinh Lê, khoan để coi còn 2 ít. Hết 2 ít rồi Chinh Lê, hết 2 ít rồi. Hết 2 ít mấy chị. Hồng 1 ít cho Hân Quỳnh, mưa nữa, ngày nào mưa gió bão bùng chị. Rồi giờ mấy đứa đi học về. Hồng 3 ít cho Ly Ly. Hai ít hả? Hoa kim hồng 4 ít. Hoa kim hồng 4 ít. 145.000. 145.000. Rồi hồng 4 ít. Áo khoác 5 túi 145.000, hồng 4 ít. Rồi hồng 1 ít. Rồi em còn một cái 1, 2 cái 4. Em còn một cái 1, 2 cái 4. Áo mặt không có bán hết, không có bán. Phạm Ngọc hồng 1 ít. Rồi hết 1 ít còn 4 ít. Rồi màu xanh lý. Màu xanh lý cũng có 4 size vậy luôn đó khách. Áo khác 5 túi cũng có 4 size luôn nha. 1, 2, 3, 4. Áo khoác 5 túi ha. Rồi 145.000. Rồi xanh lý hoặc là mình ghi màu lý cũng được. Lý 1, 2, 3, 4. Rồi 145.000 khách ơi, màu xanh lý nha. Đẹp lắm. 1 ít dưới 55kg, 2 ít dưới 60kg, 3 ít dưới 65kg, 4 ít dưới 70kg. Phạm Đông em ở Sài Gòn nha chị. Rồi màu xanh lý kèm size và tí kèm số điện thoại. Xanh lý kèm size kèm số điện thoại hết rồi. Hân Quỳnh có xanh lý 1 ít. Rồi ok Hân Quỳnh xanh lý 1 ít. Rồi xanh lý 1 ít, xanh lý 2 ít, xanh lý 3 ít, xanh lý 4 ít. Và áo khoác này là 5 túi nha cả nhà. Rồi chị Sen Đá đi đơn hồi sáng. Đây cả nhà đó, 5 túi một tí nha. Có một thêm cái túi dây kéo bên trong cho mình. Rồi chốt đơn nhìn tiếp nha. Đó màu này là màu xanh lý. Xanh lý 1 ít, xanh lý 2 ít. Chinh Lê lấy xanh lý 2 ít. Ok Chinh Lê. Rồi Chinh Lê xanh lý 2 ít. Kim Tiến xanh lý 1 ít. Châu Nguyễn xanh lý 2 ít. Chinh Lê rồi. Dạ. Rồi đây màu xanh lý nha cả nhà. 1 ít dưới 55kg, 2 ít dưới 60kg, 3 ít dưới 65kg và 4 ít là dưới 70kg. Giá là 145.000. Rồi xanh lý 2 ít tiết hết rồi.
Hết rồi, bỏ giấy đi Phương rồi. Rồi, xanh lý 1x, xanh lý 2x, hết 2x. Xanh lý 1x, xanh lý 3x, xanh lý 4x. Rồi, chốt đơn màu xanh lý giùm em nha. Em còn xanh lý 1x, xanh lý 3x và xanh lý 4x. Rồi, chốt đơn giùm em nha. Xanh lý 1x, xanh lý 3x và xanh lý 4x. Em còn 3 size. Rồi, Phạm Mai có xanh lý 1x. Rồi, ok Phạm Mai. Võ Túy có xanh lý 4x. Rồi, Linh Phượng có xanh lý 1x. Rồi, hiện tại Tuyết còn xanh lý 3x và xanh lý 4x. Hiện tại Tuyết còn xanh lý 3x và xanh lý 4x. 3x dưới 65kg, 4x dưới 70kg. Rồi, hiện tại Tuyết còn xanh lý 3x và xanh lý 4x nha. Rồi, Tuyết qua màu khác cho mình. Tiếp qua màu cuối cùng là màu xám. Màu cuối cùng là màu xám. Xám có ít rồi. Tiếp qua màu xám nha. Xám 1x, xám 2x, xám 3x, xám 4x. Rồi màu cuối cùng là màu xám. Xám 1x, xám 2x, xám 3x, xám 4x. Ngọc Hải xám 2x. Rồi cây giống Nam Măng xám 2x. Rồi xám 1x, xám 2x. Xanh lý 3x cho Phương My. Xám 4x Thanh Hí Tô. Xám 4x Thanh Hí Tô. Xám 1x Nguyễn Quỳnh Giao. Xám 1x Nguyễn Quỳnh Giao. Xanh lý 4x Diệp Kỳ. Diệp Kỳ xanh lý 4x. Xám 1x Nguyễn Ngoan. Nguyễn Ngoan xám 1x. 145.000. Áo khoác 5 túi. Hoa Linh xám 3x. Rồi còn xám 1. Xám 3 xám 4. Xám 1x, xám 3x, xám 4x. Thảo Yêu Trần xám 1x. Võ Tuyết xám 4x. Xanh lý 3x cho Hoa Kim. Hoa Kim xanh lý 3x. Hoa Kim hết xám 1. Xám 4x. Linh Ngọc có xám 4x. Xanh lý 4x. Rồi Tuyết Nhung xanh lý 4x. Xám 3x. Phương My có rồi. Văn Vũ xám 3x. Rồi hết xám. Hết xám. Hết xám. Hết xám nha. Diệp Kỳ lấy xanh ngọc 4x. Đây xanh ngọc 4x. Bây giờ em còn size 4. Rồi Diệp Kỳ xanh ngọc 4x. Xám hết. Xanh lý 4x. Rồi chị Lê Thị Đặng xanh lý 4x. 145.000 áo nha mấy chị. 145.000. Rồi xám em hết nha. Hết xám. Áo mặt không có bán hết. Không có bán. Rồi em hết nha. Em còn mấy xám này. Quá đẹp nha. Ủa đâu phải cái cục này đâu ta. Cục này là 140 là cục 145 là khác nữa. Rồi bây giờ em qua cái hàng nào em còn ít ít em lên mấy chị ưng thì mấy chị gán chốt đúng mã giùm em nha. Nè Phương 145 là cái này nè Phương ơi. Một
145 là cái kiểu này nè, cái 5 túi mới là 145. Rồi mấy chị ơi, em còn mấy cái này nè, để em dơ lên cho mấy chị. 84 ký em còn hai cái kiểu này. 145.000 áo khoác 5 túi. Rồi em còn mẫu này nha. Đó, mẫu này mấy chị ghi cho em nha. Xám đậm 4X. Đó, xám đậm 4X cũng 5 túi luôn, 145.000, xám đậm 4X. Hàng 5 túi bên em là một giá 145.000. Đây mấy chị, 5 túi nha, có thêm cái túi dây kéo phía bên trong cho mình. Xám đậm 4X, 4X là 65 đến 70 kg. Đây nè mấy chị, đó dây kéo bên trong nha. Rồi đây mấy chị, xám đậm 4X giùm em. 5 túi nha. 145.000, chị nào lấy thì ghi giùm em xám đậm 4X. Đó, hàng 145 còn mấy cái thôi, em qua hàng 140, 130 cho mấy chị. Rồi đây mấy chị, xám đậm 4X. Rồi còn cái nào mình sẽ lên cái đó nha. Đó, xám đậm 4X 145.000, còn hai cái nè, xám đậm 4X 145.000. Rồi rút đậm 4X. Rồi 145.000. Rút đậm 4X 145.000. Đó, hàng 145 này tiếp còn mấy cái rồi, tiếp like lại qua nha. Rồi cái này là xanh lý 4X 145.000, 4X nha. Đó, hàng 4X còn mấy cái. Rồi chị nào lấy thì chốt. Bây giờ qua hàng 140.000 có mấy cái thôi. Cô Nguyên hôm qua đặt hàng mấy ai gọi. Rồi để mình tiếp kiểm tra. Phương ơi báo Phương Nguyên quốc đậm 4X cho Linh Nguyễn 145.000 Phương Nguyên kìa. Gửi qua bên Huệ. Quốc đậm 4X Linh Nguyễn ok. Bây giờ quá hàng 140 nè. Hàng 140.000. Cái này 145 đó. Tí để cái bọc còn nhìn cái giá không à. Rồi xanh lý 4X cho Yên Nguyễn 145.000. 1X dưới 55 kg, 2X dưới 60 kg, 3X dưới 65 kg, 4X dưới 70 kg là size bên tiếp đang like nha. Rồi cái này là 140.000, hồng 2X. Cái này có 4 túi thôi nha cả nhà, 2 túi trong 2 túi ngoài. 140.000, hồng 2X. Rồi mã này ghi cho tiếp hồng 2X. Rồi 140.000. Có 4 túi nha. Chỉ có hàng 5 túi là chỉ có hàng 145 thôi, còn lại 4 túi hết. Cái hàng này là 140.000. Áo hôn bán qua rồi bạn. Sáng từ sáng tới giờ bán qua rồi nha. Rồi mã này ghi cho tiếp hồng 2X. Rồi 140.000 nha, hồng 2X. Rồi tiếp có hồng 3X và hồng 2X. Mấy cái này là còn lẻ lẻ cho nên là sale đó cả nhà. Hồng 2X. Rồi hồng 3X. 3X là dưới 65 kg, 140.000. Hồng 2X, hồng 3X. Rồi chị nào khách mới mã đọc kèm số điện thoại nha. Không có số là mình không có chốt hàng. Mình không có lấy hàng, không có đọc tên. Rồi chốt đơn cho em hồng 2X dưới 60 kg và hồng 3X dưới 65 kg. Loan Nguyên hồng 2X 140.000 nha. Rồi còn cái hồng 2X 140.000 cho Thanh Thanh. Rồi Thanh Thanh có hồng 2X 140. Rồi hồng 3X dưới 65 kg. Đó hồng 3X. Rồi Tuyết Lê hồng 3X 140.000 nha khách. Hồng 3X 140.000 cho Tuyết Lê. Rồi còn cái hồng 3X 140.000 Tina Nguyễn. Đó cả nhà, tại vì bên Tuyết nhiều loại lắm. Nè 3X nè 140.000. Rồi hết hồng 3. Bây giờ có màu xanh. Rồi xanh 2X 140.000. Xanh 2X nha.
Rồi màu xanh, xanh 2X 140.000, 2X là dưới 60kg. Màu xanh 2X, màu rút 2X hết rồi, Yên Nguyễn hết rồi nha khách. Hàng 145.000, bây giờ chỉ còn size số 4 thôi, size 4X. Rồi đây, xanh 2X Loan Nguyễn 140, xanh 2X 140. Tím 2X 140. Đẹp quá. Tím 2X 140. Rồi 2X dưới 60kg 140, quá đẹp luôn cả nhà. Đó đây nè, nhà 2X nha, dưới 60kg 140. Tím 2X 140. Rồi tím 2X nha, 140 có 1 cái thôi. Tím 2X 140. Rồi tím 2X 140. Rồi cái này là hồng 4X. Hồng 4X 140, 4X là dưới 70kg nha, tầm 65 đến 70kg. Hồng 4X. Rồi hồng 4X dùm tiếp nha. Rồi cái này là 4 túi nha khách, 140.000. Hồng 4X tím. Tím 2X hồng 4X. Nguyễn Thiện lấy tím 2X. Rồi 140.000 tím 2X. Rồi bây giờ xanh 4X, 65 đến 70kg xanh 4X. Hồng 4X 140 cho sen đá. Hồng 4X 140 cho sen đá. Rồi xanh 4X 140. 140 là giá tiền đó khách. Từng cái đã đọc giá tiền rồi. 140 là 140.000. Rồi cái này ghi cho tiết, xanh 4X dưới 70kg 140. Rồi xanh 4X nha. Đây quá trời đẹp. Đâu rồi cái size. Xanh 4X, 4X là lớn nhất nha. Xanh 4X dưới 70kg 140, xanh 4X. Rồi tím 4X kiểu này dưới 70kg 140. Y Nguyễn hết rồi em, không còn 2X nha. Rồi xanh 2X hết rồi khách. Đang like hồng 4X, xanh 4X, tím 4X. Mấy chị ơi cái này không có đủ size, dơ lên cái này chốt cái đó liền. Rồi tím 4X, xanh 4X. Tím 4X, xanh 4X. Mắc mưa hả? Có ướt rồi không? Có hả? Đi về thay đồ đi con. Ở bển có mở cửa không? Có ai ở nhà? Hả? Đâu con mở mới được không? Được, mẹ đưa chìa khóa cho nè. Rồi đây đây chìa khóa, đi về thay đồ liền nha. Mưa quá trời lớn. Tím 4X cho sen đá 140.000. Rồi hồng 4X đã chốt rồi. Xanh 4X cho Nguyễn Hằng 140.000. Trời ơi chết rồi cái cửa sổ. Rồi đây còn mấy cái lẻ lẻ. Mấy cái lẻ lẻ 145.000 năm túi. Rồi cái cửa sổ bển tiếp không đóng, lúc hết trơn luôn. Lúc hết trơn bển hả? Ừ, không đóng cửa sổ. Hồi nãy quanh nó đi sao kìa. Hôm bữa lại đóng kêu. Trời ơi. Lúc hết trơn luôn. Quanh nó đi sao, tiếp đi qua đi trước. Rồi đây cả nhà ơi, cái này 5 túi 145.000, mã này là xám 1X 145.000, 5 túi nha. Rồi đây, đó, 5 túi là 145.000, ghi cho tiếng là xám 1X. Cái này có 1 cái thôi, mỗi thứ có 1. 140 đó Phương nha. Rồi đây, cái này có 1 cái, 1 xám 1X ha. 145.000. Xám 1X 145.000.
Rồi, quanh lê xám một ít này 145.000 nha, 5 túi nha, 5 túi, 5 túi là 145. Rồi, xanh một ít 145.000, 5 túi. Đó, màu xanh này là 5 túi là 145.000. Xanh một ít. Một ít là dưới 55 kg nha. Đó, 5 túi. Ủa cái này 4 túi nha. Khoan em coi kỹ nha. Cái này 140.000. Mã này ghi xanh 1140 nha. Cái này có 4 túi thôi. Xanh 1140. Rồi xanh 1140. Màu xanh nha. Cái này mỗi thứ có 1 cái. Xanh 1140. Xanh 1140. Rồi nâu 1145. Mỹ Phượng có xanh 1140. Rồi nâu nè. Nâu này 5 túi nha, nâu 1. À nâu này 4 túi luôn. Nâu 1140 hết rồi. Cái nào 4 túi là 140, 140, 130. Chỉ có cái hàng 5 túi nó mới là 145. Nâu 1140, một cái một nha. Này còn lẻ lẻ sale ha. Nâu 1. Ủa khoan khoan coi coi. À. Rồi nâu 1140, Quỳnh Hạo Nhiên. Nâu 1140. Rồi còn cái xám 3140. A 145, xám 3 là 5 túi, xám 3145. Xám 3145 nha, cái này 5 túi. Xám 3, xám 3X 145.000, 3X là dưới 65 kg. Đó, 5 túi. Rồi, cái này bị lỗi cái túi rồi. Cái gì kéo trong không kéo được. Thôi em bán 140. Chị nào chịu thì ấy nha. Cái này dây kéo này bên trong nó bị xúc cái dây kéo, không kéo được. Đó, nó cũng có túi nhưng mà giờ kéo không được nha. Thôi cái này em bỏ ra đi, cái này lỗi đi. Đó thôi, bỏ ra đi. Rồi, bây giờ qua áo mè đi. Qua áo mè có 5 size. Size sẫm mặt mày quá. Qua áo mè nha, áo mè có 5 size. Qua hàng 120. Qua hàng 120 em có size lớn nhiều hơn size nhỏ nha. Rồi em qua áo mè. Áo khoác mè 120.000. Rồi cả nhà để ý giùm em. Nói chung hàng áo khoác bên em nhiều loại lắm. Đó, cái này là em có 3X, 4X, 5X. Cái hàng này là 120.000. Hàng này là áo khoác mè. Là vải nó sẽ mỏng hơn áo hồi nãy. Hồi nãy là áo khoác đốm. Khoác đốm thì nó dày hơn. Còn cái này khoác mè. Khoác mè là loại giống như là thông hơi á nha. Cái hàng này 120 thôi. Rồi mã này ghi cho tiếng là xanh. Xanh dương 3X, xanh dương 4X, xanh dương 5X. Rồi cũng hai túi bên trong và hai túi bên ngoài cho mình luôn. Cái này là khoác mè. Đây 3X nha, cũng hai túi trong, hai túi ngoài. Đó, cái này thì vải nó sẽ mỏng hơn cái loại hồi nãy. Đó, rồi mình chốt cho tiếp mã này là xanh dương 3X, xanh dương 4X, xanh dương 5X. Nói chung là cái này còn size lớn. Một lát qua khoác đốm thì còn size 1, size 2. Còn ha, còn cái mè này hiện tại là tiếp còn size lớn. Đó, 3X nè. Và 5X thì tầm 70 kg trở lại. Rồi, màu xanh dương nha. Xanh dương 3X, xanh dương 4X là 120.000. Đó, ai lấy thì chốt. Cái hàng này 1X với 2X là tiếp hết rồi nha. Đó, tay thì cũng có xỏ ngón cho mình luôn. Tay cũng có xỏ ngón. Xanh dương 3X. Rồi xanh dương 4X và xanh dương 5X. Hết lấy thì chốt một tí. Xanh dương 3X. Rồi Phạm Phượng xanh dương 3X 120.000. Xanh dương 3X. Rồi mấy chị lấy thì ghi cho tiếp mã của mình nha. Màu xanh dương nha chị. Một lát còn màu xanh khác nhớ giùm em. Màu này em đọc xanh dương nha. Xanh dương 3X, xanh dương 4X và xanh dương 5X. 3, 4, 5 nha. Rồi màu xanh dương nha. Rồi bây giờ là màu nâu nè.
màu nâu 3x, à nâu 4x, nâu 5x. Rồi nâu 5x nè, đó 70kg trở lại. Đây màu này cái mình thấy hoa văn nó dễ hơn nè ha. Hoặc Phan Thị Trúc, mã kèm số điện thoại khách. Đây cái 5x nè mấy chị thấy không, 70kg trở lại, 120.000. Đó kê gần cho mình thấy cái vải của nó nè. Rồi nâu 4x và nâu 5x. Rồi 4x 65kg trở lại, 5x thì tầm 70kg trở lại, giá là 120.000. Hai túi trong hai túi ngoài cho mình nha. Đó, nâu 4x, nâu 5x. Rồi lấy thì ghi giùm tiếp. Mã, kèm màu, kèm số điện thoại, màu nâu. Rồi 1x tiếp có màu cam đất. Đây, mặc cái cam đất 1x cho cả nhà xem. Hay quá trời đẹp luôn. Mặc cái cam đất cho xem nha. Cái này mà không mua gì trời, đẹp quá trời luôn. Rồi, nâu 5x cho Yên Nguyễn, nâu 5x cho anh Loan. Đây. Thấy màu nâu chưa, 5x chưa nè, 5x nè. Có 120.000, không mua gì mấy chị. Nâu có còn sót một cái 1x nha. Màu tiếp mặt là màu cam đất. Rồi đây, nâu 5x nha. Rồi, đây là màu cam đất, đó 1x dưới 55kg. Rồi có nâu 1x luôn. Có nâu 1x luôn nè cả nhà. Màu cam đất 4x. Rồi Nguyễn Út có cam đất 4x. Đây cam đất 4x. Đây nha khách có size nha. Cam đất 5x cho Ánh Loan. Rồi Ánh Loan có cam đất 5x. Đây màu tiết mặt màu cam đất 5x nè. Cam đất 2x. Để coi có 2 nha. Bây giờ mới thấy 1 với 3. Rồi cam đất 2x hết rồi khách ơi. Đây ngon quá, cam đất 2x 120.000 thôi nha cả nhà. Loan Nguyễn nè, cam đất 2x nè. Đó, 2x là dưới 60kg. Nâu 5x Ngọc Dung Trần, nâu 5x. Rồi nâu 5x Ngọc Dung Trần, 120.000 thôi khách, 120.000. Rồi Ngọc Dung Trần có nâu 5x. Áo em mặc cho chị Mỹ Hoàng Mai 1x. Cam đất 3x cho Tài Võ. Rồi Tài Võ có cam đất 3x. Đây mấy chị, có 120.000 thôi, áo đẹp quá mấy chị, 120.000. Rồi mua hàng lên số điện thoại nha, cộng trần. Rồi Hòa Thí cam đất 1x. Khoan khoan để coi còn 1x không nha tình yêu nha. Rồi 1x hình như có 1 cái 1 à. Rồi 1x hết rồi khách. 1x hết rồi. 120.000. 1x hết rồi. Cam đất 1x hết hàng nha. Bây giờ cam đất tiếp vô mà. Tiếp còn cam đất 5x. Đó, cam đất 5x, cam đất 4x. Cam đất 3x. Rồi vậy là còn 3 4 5. Cam đất tiếp còn 3 4 5. Rồi cam đất còn 3 4 5. Rồi cam đất còn 3 4 5. Cam đất còn 3 4 5. Cam đất còn 3 4 5 nha. Rồi 3x là 62 kg cho là 4x 65 kg cho là còn 5x là 70kg cho là. Rồi cái màu xanh dương là 3 4 5 luôn nha. Cam đất 4x cho trọng trần. Rồi ok khách nè.
Rồi cứ chốt lên giùm em theo cái size em đọc đi mấy chị. 3, 4, 5. Rồi. Trọng tròn cam đất 4 yếp. Cây giống 5 măng cam đất 5 yếp. Rồi cái này cái nào không có sỏ ngón. Cái nào cũng có sỏ ngón. Rồi bây giờ qua màu màu đỏ. Màu đỏ có mấy cái à. Rồi cái này của chị Mỹ Hoàng Mai nha, mà cam đất 1 yếp. Nâu còn nâu nhưng mà còn nâu còn 2 yếp nè, nâu 2 yếp nè. Rồi nâu 2 yếp dưới 60 kg. Nâu 3 yếp 62 kg cho là nâu 4 yếp 65 kg cho là nâu 5 yếp 70 kg cho là. Mấy chị mua hàng bên em màu kèm size kèm số điện thoại nha, em mới chốt nha, màu kèm size kèm số điện thoại. Rồi nâu 2 yếp cho Loan Nguyễn. Rồi Loan Nguyễn có nâu 2 yếp 120 ngàn. Rồi nâu 2 yếp còn nâu 2 yếp. Rồi 120 ngàn. Nâu 2 yếp. Nâu 1 yếp còn luôn. Rồi em chốt theo size Nguyễn Hằng nha. Chốt theo size nha, đặt đúng size đúng mã mới chốt nha. Rồi Bạch Vân nè, đơn hàng trả về không chốt nữa. Bạn mua hàng nhưng mà bây giờ đó, giao tới nơi bạn không có nhà, người nhà thì không chịu nhận. Hàng trả về rồi, không có chốt nữa. Nâu 1 yếp cho chị Nguyễn Thị Liên. Áo tiết mặt. Nâu 1 yếp, rồi nâu 2, nâu 3. Rồi, nâu 2, nâu 3, hết 1. Đây 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 còn cái một. Rồi Hòa Thúy lấy nâu 1 yếp 120 ngàn thôi nha khách. Áo hàng 120 ngàn. Rồi còn nâu 2, nâu 3, nâu 4, nâu 5. Đủ size. Rồi nâu 3 yếp. Rồi 60 kg mình cao nhiêu nữa khách à. Nãy giờ Tiết nói 2 yếp là dưới 60 kg nha. Cho nên là bây giờ mình 60 kg mà mình cao hay thấp. Mình thấp là mình mặc không vừa. Đó, mình cao thì mình mặc mới vừa. Cái tiết mặt. Nâu 5 yếp cho Phạm Hiền. Nâu 5 yếp cho Phạm Hiền. Hết nâu 1. Hết nâu 1. Rồi nâu 2 yếp cho Hai Nguyên. Rồi bây giờ tiếp còn nâu 3 yếp, nâu 4 yếp và nâu 5 yếp. 5 yếp là lớn nhất 70 kg trở lại, 4 yếp thì 65 kg trở lại, và 3 yếp tầm 63 kg trở lại. Đó. Còn mấy chị còn phụ thuộc cho chiều cao nữa mấy chị nha. Ở đây là Tiết nói số ký với chiều cao tương đối á, là không có quá thấp đó. Rồi nâu 3 yếp, nâu 4 yếp, nâu 5 yếp. 1 với 2 là hết nha. 1 với 2 là mình hết nha mấy tình yêu nha. Bây giờ qua màu hồng. Rồi Hai Nguyên nâu 2 bỏ ra lấy 3 phải không chị. Rồi đặt cho kỹ mình Tiết nha. Bên Tiết chỉ du di một lần thôi, không có xả nhiều lần nha. Rồi chị Hai Nguyên nè, lấy 3 yếp nè. Mấy chị lớn tuổi mình mua mình cứ trừ hao đi. Đó, mình mua chứ cứ trừ hao cho nó rộng. Tại lớn tuổi thì nhiều khi có bụng, cho nên mình phải trừ hao. Nâu 3 yếp cho Nhung Trương. Rồi. Rồi bây giờ em còn nâu 2 yếp, nâu 3 yếp, nâu 4 yếp. Duyên Trần nâu 3 yếp. Rồi Duyên Trần lấy nâu 3 yếp 120 ngàn. Rồi cam đất 5 yếp cho Nguyễn Hằng. Cam đất 5 yếp. Rồi. Rồi nâu 2 yếp, nâu 3 yếp, nâu 4 yếp. Duyên Trần đơn hôm qua đi rồi. Đơn qua đi rồi nha. Hôm nay là đi đơn mới. Mỗi ngày mỗi đi đơn chứ không có dồn 2-3 ngày. Khách đã kêu đi hàng là gửi rồi, khách không có dồn được nha. Mình ok áo này thì chốt, còn nếu mình không chịu thì nói Tiết bỏ ra luôn. Rồi chốt liền Tiết nha. Màu nâu Tiết còn 2 yếp nè, 3 yếp, 4 yếp, 5 yếp. Tiết qua màu hồng cho mình, màu hồng. 120 ngàn một áo. Sale cả nhà ơi, sale. 120 ngàn.
Rồi hồng thì tí có hồng 2 ít, hồng 1 ít. Cái này không có nón. Rồi viên tròn sao khách ơi. Viên tròn lấy em cam đất 3 ít. Rồi ok viên tròn. Cam đất 3 ít. Này. Nâu 5 ít thanh tâm lê, nâu 5 ít. Đợi em xíu em coi kỹ lại còn 5 không. 4. Rồi nâu 5 ít hết luôn. Bây giờ còn nâu 4. Hết nâu 5 rồi khách ơi, hết rồi nha thanh tâm lê. 1 giờ gói hàng rồi em, bây giờ 5 giờ rồi em ơi. 1 giờ gói hàng mất tiêu rồi. Hồng 1 ít cho Nguyễn Thị Liên. Hồng 1 ít Nguyễn Thị Liên. Nâu 4 ít cho Chi Nguyên. Rồi, à bây giờ hồng 1 ít, ở đây là hồng 2 ít. Hồng 5 ít, hồng 4 ít, hồng 2 ít. Đợi coi kỹ là nha khách. Rồi bây giờ còn hồng 3, hồng 2 hết 1 luôn. Hết 1 luôn rồi khách ơi, mấy cái mã này hết 1 rồi. Còn hồng 2, hồng 3, hồng 4, hồng 5 hết 1 luôn. Hết 1 nha. Hết hồng 1. Đây mặt màu hồng nha. Hết hồng 1 rồi còn 2, 3. 2, 3, 5. Rồi đây, hồng 2 ít. Ánh Loan lấy hồng 5 ít. Rồi Ánh Loan có hồng 5 ít. Đây 120.000 áo này, hồng 5 ít. Rồi hồng 2 ít này cả nha. Đây 2 ít là dưới 60 kg. 2 ít là dưới 60 kg nha cả nhà ơi. 3 ít là 62, 63 chứ cho là 4 ít là 65 kg trở lại và 5 ít là 70 kg trở lại. Giá đang sale 120.000. Rồi hai túi ngoài hai túi trong cho mình đó, túi ngoài có dây kéo, túi trong không có dây kéo. Rồi lấy thì ghi mình tiếp nha. Đây màu hồng, hồng 2 ít, hồng 3 ít, hồng 4 ít, hồng 5 ít. Rồi màu hồng nha, chốt đơn mình tiếp màu hồng. Hồng 3 ít cho duyên trần. Hồng 3 ít cho duyên trần. Rồi ok duyên trần hồng 3 ít. Đây size 3 ít. Đi xoay mặt 2 ít. Rồi chốt đơn nhìn tiếp nha. Hồng 2 ít, hồng 3 ít, hồng 4 ít, hồng 5 ít. Rồi chốt màu hồng. Màu đỏ có mấy cái. À màu đen cũng có mấy cái. Màu đen. Hồng 3 ít cho Nguyễn Phương. Nguyễn Phương hồng 3 ít 120.000. Duyên Trần áo phát mè khách ơi, áo phát mè 120.000. Phát mè. Rồi màu đen tí có đen 5 ít. Đen 4 với đen 5. Gió gặp gầm gầm. Hồng 3 ít cho Nguyễn Mộng Kiều. Nguyễn Mộng Kiều hồng 3 ít 120.000. Đen 5 ít, cây giống 5 măng. Rồi đen 5 ít có 2 cái. Rồi đen 5 ít có 5 với 4 rồi, có mấy cái rồi hết. Rồi đen 5 với đen 4 có 2 cái. Rồi đen 4 ít 65 ký trở lại. Hồng 2 ít cho Nam Quỳnh. Nam Quỳnh có hồng 2 ít. Hà Châu hết 2 1 ít thôi. Hà Châu ơi, Hà Châu có hồng 2 ít thôi nha. Hà Châu có hồng 2 ít hết 1 ít rồi nha Hà Châu. Hà Châu có hồng 2 ít thôi. Đen 5 ít cho Ánh Loan. Đen 4 ít cho Duyên Trần. Rồi hết đen, đen có mấy cái rồi khách. Đen có mấy cái mà màu đỏ nha, màu đỏ. Đủ chưa cô? Ba màu đỏ.
đó này để con có nhỏ không? Đó 4, đó 5, đó 3. 3 4 5. 3 với 4. 2. Đó 1 có 1 cái nè, đó 1 có 1 cái. Hết đen, hết đen. Hết đen nha, hồng 2 ít cho Bảo nè, Bảo nè lấy hồng 2 ít. Rồi 120.000đ hết đen. Đó 5 ít, khoan để cô có 5 không? Ở đây thấy 4 mà để cô có 5 không nha. Rồi đỏ không có 5. Đỏ 1 2 3 4. Rồi chị Nguyễn Thị Liên đỏ 1 ít. 1 ít là em có 1 cái 1 nè. Đó, đỏ 1 ít có 1 cái nè. Đỏ 2 ít cho xì tim 5. Rồi 1 với 2 hết nha, còn 3 với 4. Đỏ 3 ít 62 ký chưa, đỏ 4 ít 65 ký chưa. 120.000 mấy chị ơi, 120.000 màu đỏ. Em còn đỏ 3 ít và đỏ 4 ít. Em còn đỏ 3 ít và đỏ 4 ít. 3 ít là 62 ký chứ là 4 ít tầm 65 ký rồi. Rồi em còn đỏ 3 ít và đỏ 4 ít. Màu đen còn có mấy cái rồi khách. Rồi, chị nào lấy thì ghi nha, em còn đỏ 3 ít và đỏ 4 ít. 120.000đ. Đỏ 3 ít và đỏ 4 ít. Màu xanh đậm. À còn cái đỏ 2 ít, còn sót cái đỏ 2 ít nữa nha. Rồi qua màu xanh đậm. Đỏ 3 ít cho Chi Nguyên, Chi Nguyên đỏ 3 ít. Rồi Chi Nguyên đỏ 3 ít 120.000đ. Cây giống năm măng đỏ 2 ít. Rồi đây còn sót một cái. 120.000đ phát đăng like nha. Nhiều loại nha. Loại đăng like là 120. Đỏ 3 Nguyễn Hồng Kiều. Đăng like là 120. Còn mấy loại khác là giá khác. Rồi đỏ 3 Nguyễn Hồng Kiều 120.000đ. Bây giờ xanh đậm 2 ít. Rồi xanh đậm 2 ít cả nhà ơi. Màu xanh này nha. Đó dơ lại gần cho dễ thấy nè. 2 ít. 2 ít là dưới 60 kg, 3 ít tầm 62-63 kg, 4 ít 65-66 kg và 5 ít là 70 kg. Rồi xanh đậm 2 ít, xanh đậm 3 ít, xanh đậm 4 ít. Rồi xanh đậm, màu xanh đậm hình như có 5 ít luôn. Rồi xanh đậm nha. Nói chung là 1 ít hết, màu xanh đậm 1 ít là hết. Đó, màu xanh đậm. Đỏ 3 ít cho Thủy Lê. Thủy Lê lấy đỏ 3 ít. Rồi 120.000đ đỏ 3 ít. Rồi xanh đậm 3 ít cho Duyên Trần. Xanh đậm 3 ít. Duyên Trần lấy xanh đậm 3 ít. Rồi đỏ 2 ít. Hết rồi khách. Còn 3 với 4. 3 với 4. Rồi còn 3 với 4. Rồi còn 3 với 4 và xanh đậm. Xanh đậm em còn 2, 3, 4. Xanh đậm em còn 2, 3, 4. Cả nhà ơi chốt đơn giùm em màu xanh đậm nha. Xanh đậm 2, 3, 4 nha. Xanh đậm 2, 3, 4. Rồi màu xanh lý. Xanh lý 1 ít, xanh lý 2 ít, xanh lý 3, 4, 5. Rồi mình ghi luôn những cái xanh lý lại đi. Xanh lý 1 ít nha, 120.000đ. Xanh lý 1 ít dưới 55 kg. Xanh lý 2 ít. Rồi dưới 60 kg. Rồi xanh lý 1 ít, xanh lý 2 ít. Xanh lý 3 ít. Xanh lý 4, 5 ít. Rồi, xanh lý đủ mà. Rồi màu xanh lý. Bảo Hà lấy xanh đậm 3 ít. Bảo Hà lấy xanh đậm 3 ít. Rồi cái này là xanh đậm 3 ít. Rồi Bảo Hà có xanh đậm 3 ít. Rồi xanh lý. Mai không có like áo khoác út nè. Áo khoác like hôm nay, mai không có like. Rồi xanh lý nha. 1, 2, 3, 4, 5.
đỏ 4 yếp, ngọc thủy có đỏ 4 yếp. 120.000đ. Rồi Thung Thái hết rồi. Em không có like Thung Thái nữa chị. Chị Nguyễn Mộng Kiều, chị 55kg, chị cao nhiêu? Đó, chị cao chiều cao đi chị. Nói chung mình lớn tuổi thì mình mua trừ hao rộng là ok, nhưng mà giờ chị cao nhiêu để em trả lời cho chính xác. Trần Phương số điện thoại không có gọi được. Trần Phương mà sanh lý một ít số điện thoại không có gọi được nha. Cho nên là giờ là cho số khác thì chốt, còn số này là gọi không có được. Rồi không có like áo thun. Áo thun em đã like từ sáng tới giờ rồi. Rồi màu xanh lý 1X, xanh lý 2X, xanh lý 3X, xanh lý 4X, xanh lý 5X, 120.000đ. Chi Nguyên, chị Nguyễn ơi, bây giờ chị nếu mà lấy thêm thì chị phải cọc thêm nha. Tại vì bây giờ nhiều áo là Tiết sẽ nhận cọc hơn á. Chứ 500 là Tiết chỉ chốt là tầm dưới 20 áo thôi. Mà nếu mà mình cọc nhiều hơn thì Tiết mới chốt thêm được nha chị Nguyên ơi. Cái này em báo trước cho mình cho dễ nha. Đó, bây giờ Tiết sẽ chốt thêm 2 áo nữa. Rồi mình có đặt thêm trên 20 áo thì mình phải cọc thêm gì Tiết nha. Tại vì bên Tiết thu hộ á, tầm 2 triệu đổ lại thôi, không có thu hộ nhiều được. 3 ý là 62kg trở lại. Rồi xanh lý 1 ý Chi Nguyên. Xanh lý 1 ý, xanh lý 2 ý. Rồi bây giờ lấy thêm nữa thì cặp mình tiếp nha. Chị Nguyễn Mộng Kiều, chị mét 50-55kg chị. Nói chung chị lớn tuổi thì chị mặc 3 ý là ok chị. Tại vì nếu mà trung bình bên em chiều cao á 1m55, 1m6 là mới mặc được một ít là gọn người á. Còn ví dụ như mình 55kg mà mình hơi thấp, mà mình lớn tuổi nữa thì dĩ nhiên mình sẽ có bụng, thì mình mặc 3 ít cho nó thoải mái là ok rồi. Đó, chị đặt size 3 ít là ok rồi, chị trừ hao như vậy là ok rồi. Đó, còn khi nào mà ví dụ 55kg 1m6 giống như con gái gọn người rồi đó thì người ta mới mặc một ít. Còn như mấy chị lớn tuổi mình cứ mua trừ hao, mình cứ mua trừ hao, mình có bụng mình cứ mua trừ hao. Cái này là em khuyên thật lòng, để mấy chị mua về mấy chị mặc cho thoải mái. Tại vì áo khoác thì khi mình mặc mình còn mặc đồ bên trong mà đó, rồi mình có bụng nữa mà mình mặc ôm quá là nó kỳ lắm. Cho nên là em khuyên mấy chị nào mà lớn tuổi mình cứ mua trừ hao rộng cho nó thoải mái. Hai túi trong hai túi ngoài. Rồi em chỉ chốt theo size nha, em không có chốt số ký ai nha. Xanh lý 1 ít cho Hằng Hồ, áo em mặc. Rồi xanh lý 1 ít dưới 55kg, xanh lý 2 ít. À để em coi có còn 1 ít không nha. Rồi em còn xanh lý 1 ít, xanh lý 5 ít. Rồi xanh lý 5 ít cho Nguyễn Khánh Nguyên. Rồi đang mặc là 120.000đ. Rồi xanh lý 3X anh Khoa Lê, 120.000đ là giá đang sale. 120.000đ là giá sale nha mấy chị nha. Xanh lý 3X anh Khoa Lê. Rồi Ngọc Dung Trần lấy xanh lý 1X. Rồi ok Ngọc Dung Trần. Rồi tiếp tục cho em nha. Em còn xanh lý, à em còn xanh lý là 2, 3, hình như là em còn 3, 4, 5 nha. 1, 2 em hết nha. 2 em hết. Rồi màu xanh lý 1 em hết nha. Còn màu nữa không chị? Còn màu hồng đậm, hồi nãy hồng nhạt, giờ còn màu hồng đậm. Đây, còn màu hồng đậm nè. Hồi nãy là hồng nhạt, giờ hồng đậm nha. Xanh lý 3X Ngọc Nữ, xanh lý 3X Nguyễn Phương. Rồi để em chốt xanh lý ha. Rồi em cái em chốt xanh lý. Rồi xanh lý 3X Ngọc Nữ, xanh lý 7 Nguyễn Phương. Xanh lý 5X cho Hiếp Thúy. Xanh lý 5X Hiếp Thúy 120.000đ đang sale. Rồi bây giờ qua màu cho mình, qua màu hồng đậm.
đậm tiết có size từ size 2 trở lên, hồng đậm hết size 1 rồi nha. Hồng đậm tiết có size 2, x size 3, x 4, x 5, x màu hồng đậm 2, 3, 4, 5. Hồi nãy là hồng nhẹ, đây là hồng đậm. Hồng đậm 2 x cho Ngọc Thúy. Rồi hồng đậm 2 x cho Ngọc Thúy. 2 x dưới 60kg, 3 x tầm 62kg trở lại, 4 x 65kg trở lại, 5 x 70kg trở lại. Rồi áo khoác này là khoác mè, khoác mè 120. Còn hồi sáng là khoác đớn 130. Đó, nói chung là mình nghe cái giá tiền là mình biết nó sẽ khác nhau liền. Rồi chị Trần Huy một áo đi đơn khách cũ. Ông đậm 2 x cho Hà Châu dùng đơn. Ông đậm 2 x cho Hà Châu dùng đơn. 70kg nếu mà cao thì mặc được 5 x. Cái gì Phước? Còn 145 lấy cho chị một cái. À Trần Thuy. Rồi Trần Thuy mua. Ủa lấy cho chị. Rồi không có chị, chị có một cái thôi. Vậy là bỏ giấy luôn. Trần Thuy có một cái đó thôi nha. Rồi bây giờ chốt màu nè, kèm size kèm số điện thoại nha khách. Đó chốt vậy em đọc tên mới có nha, còn không đọc không có. Màu và size và số điện thoại. Màu và size và số điện thoại. Hồng đậm 3x 65kg m58. Khách ơi, Ngọc Nữ nghe tiếng đọc nè. 1x dưới 55kg, 2x dưới 60kg, 3x 62, 63kg, 4x 65kg trở lại và 5x 70kg trở lại. Làm mình 65kg mình mặc 3x chọc nha. Hồng đậm 5x thanh tâm lê rồi. Đó em báo rất là kỹ luôn. Đó, mấy chị nên mua trừ hao rộng, tại vì áo khoác còn mặc bộ đồ bên trong. Đó chứ bây giờ trừ hao mà nhỏ về mặc không vừa, hoặc là mặc là ná thở nợ, thở không có nổi nha. Mua mà chọc về là thở không nổi nha mấy chị. Áo khoác mình còn mặc đồ bộ bên trong. Đó, mình mua rộng thì nó còn được, tại vì còn bộ đồ bên trong. Đó, mặc mà chật là mặc không nổi nha. Nín thở không, mặc vô là nín thở không á. Rồi, hồng đậm 5x thanh tâm lê. Ngọc Nữ này xả đi nè, quá vừa nè, xả đi. Thanh Lý 4x Mai Dung Trương. Nữ xã. Hồng đậm 5x cho Hiếp Thúy. Hồng đậm 5x cho Hiếp Thúy. Rồi không có đổi nha. Em báo kỹ rồi, mấy chị không lấy là em xả thôi, em không có đổi. Đó, mua hàng mình phải biết trừ hao rộng mấy chị. Chứ bây giờ đừng có trừ hao chật. Trời ơi, trừ hao vậy chi vậy. Chật mặt có được đâu, rộng thì vẫn còn mặc được. Rồi, hồng đậm nha. Hồng đậm 3x, hồng đậm 4x, hồng đậm 5x, giá 120.000. Thì Trang lấy hồng đậm 5x 120.000. Rồi, hồng đậm còn 3, 4, 5 hết hai. Hồng đậm còn 3, 4, 5 nha. Rồi, hồng đậm còn 3, 4, 5, 3x 62 phía trở lại. Rồi Loan Nguyên, Loan Nguyên ơi, bây giờ không có đổi xã, mình đặt nhiều quá rồi. Đó, bây giờ mua thêm thì cọc đi. Rồi chị Trần Thi, bây giờ em chỉ chốt khách chọn thôi, chứ em không có bóc bỏ vô được, chị thông cảm nha. Hồng đậm 5x trúc mai vỏ. Đó, mấy chị thích cái gì thì mấy chị đặt. Chứ bây giờ em bóc bỏ vô nó khó lắm mấy chị. Mỗi người mỗi ý, nhiều khi mình không có vừa lòng cái màu em chọn, cho nên là thích màu gì cứ đặt màu đó. Rồi hồng đậm 3, 4, 5. Đó, hồng đậm 3, 4, 5. Một áo em vẫn đi đơn. Một áo vẫn đi đơn cho nên yên tâm, có một cái vẫn đi đơn nha. Rồi hồng đậm 3x, hồng đậm 4x và hồng đậm 5x. 2x hết rồi khách. 3, 4, 5. Rồi 3, 4, 5.
Rồi, hồng đậm 345. Chốt đi mấy chị. Rồi em chốt size nha, em không có chốt số ký nha Hồng Lê. Hồng đậm 5 cho Nguyễn Hằng. Hồng đậm 5X. Rồi hồng đậm 3X, hồng đậm 4X, hồng đậm 5X. Rồi ai lấy màu nè, size và số điện thoại. Đơn giản không? Màu và size và số điện thoại. Màu và size và số điện thoại. Màu và size và số điện thoại. Rồi cái hàng 120 này là hết rồi đó. Có nhiều thôi đó nha. Bây giờ qua hàng 130 giống buổi sáng. Hàng 130 giống buổi sáng. Em không có like tối chị. Không có like tối. Hồng đậm 3X cho Trương Yến. Rồi Trương Yến có hồng đậm 3X 120.000. Bây giờ tiếp like hàng 130.000 nha. Hàng 130.000. Đỏ 3X Nguyễn Thị Lệ. Rồi đỏ 3X 120.000. Đỏ 3X. Rồi đỏ, đỏ 3X hết hàng rồi. Đỏ 5. Hết đỏ 3. Hết đỏ 3 nha. Đỏ 4X, đỏ 5X. Rồi bây giờ em qua màu, màu 130.000, mẫu 130.000. Rồi em qua mẫu này 130.000, mẫu này giống là sáng lai. Rồi hàng này 130.000 nha. Rồi mã này ghi riêu cho gọn gọn nha. Riêu 1X, riêu 2X, riêu 3X. 1X dưới 55kg, 2X dưới 60kg, 3X dưới 65kg, có 3 size thôi. Hàng này là khoác đốm 130.000, là giá sale. Rồi hồng đậm 3X, khoan để tiếp coi còn không rồi tiếp chốt. Rồi đây, hồng đậm 3X như Ý Lê, cái này là 120.000, áo khoác mè. Còn cái này là áo khoác đốm 130.000, màu này là màu riêu. Có 4 túi, 2 túi bên trong, 2 túi bên ngoài. Riêu 1X dưới 55kg, riêu 2X dưới 60kg, riêu 3X dưới 65kg, 130.000. Riêu 2X cho Nguyễn Thúy, rồi ok. Riêu 1X, riêu 2X và riêu 3X. Có 3 size thôi, hàng này có 3 size. Rồi 3X riêu cho Mỹ Yến, 130.000 nha khách. 3X riêu cho Mỹ Yến 130.000 thôi nha. Riêu 3X Mỹ Yến, riêu 3X Thi Thi Nguyễn. Riêu 1X cho Nguyễn Ngoan. Riêu 1X. Rồi 1X, 2X, 3X. Có 3 size thôi, 130.000. Rồi chốt một tí nha. Đó có 3 size thôi. 2 túi trong, 2 túi ngoài nha cả nhà. Quá đẹp luôn, ở sau lưng nè. Đó, ở sau lưng nha. Rồi Emmy có riêu 1X. Rồi Emmy có riêu 1X. Rồi riêu 1X, riêu 2X và riêu 3X nha. Riêu 1X dưới 55kg, riêu 2X dưới 60kg và riêu 3X dưới 65kg. Rồi chốt liền cho tiếp nha. Màu riêu ha. Riêu 1X, riêu 2X. Riêu 2X cho Hai Nguyên. Hai Nguyên có riêu 2X. Rồi đây màu riêu. Riêu 1X, riêu 2X, riêu 3X. Rồi 67 chứ không vừa đâu chị. Riêu 1X, riêu 2X, riêu 3X. 67 chứ không vừa nha. Rồi có 3 size thôi. Rồi riêu 1X dưới 55kg. Ngọc Khéo mua hàng. Mã kèm số điện thoại. Mã là màu và size và số điện thoại.
Rồi riêu 1X, riêu 2X, riêu 3X. Em chỉ chốt đúng mã là màu và size và số điện thoại. Rồi chốt đơn giùm em nha. Đó màu riêu em có 3 size. Em có 3 size. Nhân Hoài có riêu 1X. Rồi ok Nhân Hoài riêu 1X. Rồi em qua màu màu tím. Màu tím. Tím em còn tím 3X. Lẹp Quỳnh gọi không nghe máy, bây giờ mua hàng thì cọc mới chốt nha. Riêu 2X cho Mỹ Linh. Mỹ Linh riêu 2X. Rồi riêu 1X, riêu 2X, riêu 3X. Màu này màu tím. Tím đẹp quá cả nhà ơi. Tím này chỉ có size 3 thôi. Rồi tím này tím 3X nha. Tím 3X cả nhà. Quá đẹp luôn. Rồi màu tím 3X. Xuất sắc. Mỹ Yến có tím 3X. Trời ơi 130.000 nha cả nhà. Tím 3X cho Mỹ Yến. Đây. Xuất sắc. Ở nhà thấy dây kéo không? Đó, à dây kéo. Hai túi trong, hai túi ngoài. Rồi 3X 65 kg cho. Màu tím này tiếp chỉ còn 3X thôi. Đó. Tím 3X thôi nha. Riêu 1X cho Phan Tuấn. Phan Tuấn có riêu 1X. Rồi đây là 1X nè. Đó 1X nè. Be chi 2X. Ok. Ok. Rồi hai túi trong, hai túi ngoài. Tím 3X. Hai túi bên trong. Đó, túi bên trong. Rồi hai túi trong, hai túi ngoài. Túi ngoài có dây kéo nha mình. Rồi tím này tiếp chỉ còn 3X thôi. 3X 65 kg chưa. Duy Nguyễn hai cái màu riêu 2X. Giống nhau hả chị? Chị ơi giống nhau hả chị? Chị lấy hai cái giống hệt phải không chị ơi? Chị Duy Nguyễn thôi phải, chị lấy hai cái giống nhau không chị? Rồi hai cái màu riêu. Tím 3X cho chị Trân Huy. Tím 3X cho Phượng Hằng. Rồi khoa kim tím 3X học nữ mặt dừa. Tím 3X khoa kim tím 3X. Riêu 3X cho Trọng Trần. Trọng Trần có riêu 3X. 130.000 nha. Mấy tình yêu 130.000. Có hai màu không? Vậy là Duy Nguyễn bỏ ra. Rồi Duy Nguyễn riêu 2X một cái. Rồi riêu giùm em nha. Riêu 3X tím 3X 130.000. Rồi chốt cho em nha. Riêu 3X tím 3X 130.000. Trời ơi cái giọng này giọng Huế gì Lan Châu, cái giọng vậy mà Huế em. Nghĩ sao trời, cái giọng gặt như vậy miền Nam vậy mà Huế, Huế ngã nào. Tím 3X nha Hà Nguyễn. Trời ơi giọng này mà Huế, Huế gì nổi mà Huế. Con gái Huế người ta nhẹ nhàng lắm. Cái này đanh đá quá mà Huế cái gì. Một mét 53 nặng 63 kg. Mặt 3X. Tím 3X. Tím 3X. Tím 1X không có. Riêu 2X. Pe chi riêu 2X. Tím 3X cho Ngọc Điệp. Rồi đây Ngọc Điệp tím 3X. Tím 3X khách yêu ơi. Tím 3X. Rồi ai lấy chốt nha. 130.000. Tím 3X. Tím 3X. Rồi qua màu xám cho nè. Xám 2X. Riêu 2X hết hàng. Còn riêu 1, riêu 3. Bích Tuyền tím 3X 130.000. Xám 2X. Xám 3X. Xám 2X và xám 3X. 2X 60 kg cho lại. 3X 65 kg cho lại. Rồi xám 2X và xám 3X.
giá đang sale 130.000 khách yêu ơi, giá đang sale 130.000. Màu này là màu xám. Xám 2X, xám 7. Nguyễn Thị Lệ tím 3X. Rồi Nguyễn Thị Lệ có tím 3X. Xám 3X cho Loan Nguyễn. Loan Nguyễn xám 3X. Rồi Cao Tuyết mặc 2X. Rồi xám 2X. Xám 3X, xám 2X, xám 3X. Rồi chốt đơn giùm em. Riêu 3X Trần Thúy. Trần Thúy lấy riêu 3X. Rồi em đang cầm là màu xám. Xám 2X, xám 3X. 2X 60kg cho lại. 3X 65kg cho lại. Xám 2X, xám 3X nha. Rồi chốt màu tiếp nha. Tiếp qua màu xanh cho. Màu hồng 1X còn cái. Hồng 1X còn cái. Trần Thúy lấy xám 3X. Rồi Kim Chi Phạm Thị hết 2X rồi khách. Xám 3X cho Trần Thúy. Trần Thúy lấy xám 3X. 3X tím 3X xám. Tạ Thị Cúc 3X tím và 3X xám. Rồi chị Tạ Thị Cúc 3X tím và 3X xám. Hồng đậm 3X để chị coi còn size 3X. Hồng đậm chỉ còn 4X em ơi. Hồng đậm hết 3X rồi 45. Hết hồng đậm 3X. Xám 2X cho Mỹ Linh. Mỹ Linh xám 2X. Màu hồng nè, hồng 1X còn cái. Tiếp truyền không có hồng đậm 2X nha, hết rồi em. Hồng đậm 2X chỉ hết rồi. Em có một cái thôi nha em. Rồi hồng 1X nè, 55kg chưa lại. Hồng 1X nha, 55kg chưa lại. Hồng 1X. Đó, còn cái hồng 1X 55kg chưa lại. Rồi màu xanh. À còn xanh biển 1X. Rồi sót nha. Xanh biển 1X. Hồng 1X, xanh biển 1X. Rồi đây nha, màu xanh biển. Hồng 1X, xanh biển 1X. 55kg cho lại cả nhà. Rồi hồng 1X, xanh biển 1X. 55kg trở lại. Rồi xanh biển 2X. 60kg trở lại. Áo đang like 130.000. Áo đang like 130.000. Rồi xanh 2X. Rồi xanh 2X dùm tiếp luôn. Áo đang like 130.000. Xanh 1X, xanh 2X. Rồi màu ngọc nè cả nhà. Màu ngọc đẹp lắm nè. Riêu 2X cộng cái nha. Riêu 2X cộng cái. Màu ngọc 3X 65kg cho nè. Ngọc 3X. Ngọc 3X 65kg cho nè. Rồi ngọc 3X 65kg cho lại khách ơi. Rồi ngọc 3X nha, 65kg cho lại. Rồi khách lấy nghiêm tiếp màu ngọc 3X 65kg cho lại. Rồi mấy chị ơi có lấy gì lấy nha, em nghỉ nha. Khách cũ có đi đơn thì báo giùm em nha. Không có bán sỉ, máy sỉ. Rồi khách cũ có đi đơn báo em đi đơn luôn nha. Còn không báo gì thì mai em gọi. Còn lại khách mới thì mai gọi bình thường nghe cả nhà. Bây giờ em nghỉ nha. Rồi tạm biệt cả nhà nha.